Cô lớp mạch nhanh tối đa là 100 mg một liều, sau đó là 1,5 mg bạc ký một liều, mạch mỗi 6 giờ. Đối với tăng sinh thuần thận bẩm sinh thì sẽ khởi đầu với 10-20 mg mét vuông da một ngày, uống chia 3 lần. Đối với trẻ em thì điều trị cấp cứu cân suy thuần thận là liều tiêm 50 mg trên mét vuông da một lần, sau đó là 50 đến 100 mg trên mét vuông da một ngày chia mỗi 6 giờ, và duy trì uống là 10 đến 20 mg trên mét vuông da một ngày chia 3 đến 4 lần. Trong tăng sinh thuần thận bẩm sinh ở trẻ em thì khởi đầu là 1 mg bạc ký một ngày chia 1 phần 3 sáng và 2 phần 3 chiều. Liều duy trì là 0,75 mg bạc ký một ngày. Dùng trong kháng viêm thì là liều là 2,5 tới 10 mg bạc ký một ngày, uống mỗi 6 đến 8 giờ, hoặc là 1 đến 5 mg bạc ký một ngày, chia ra mỗi 12 tới 24 giờ. Prednisone thì có dạng viên dung dịch uống, thì uống là liều 0,5 tới 20 g bạc ký một ngày mỗi 6 đến 24 giờ, và tối đa là 60 mg một ngày. Tiếp theo là các thuốc vận mạch thì có adrenaline, dạng dung dịch tiêm thì tiêm dưới da tiêm bắp liều 0,01 mg bạc ký và tối đa là 0,5 mg. Tiêm tĩnh mạch cũng 0,01 mg bạc ký và truyền tĩnh mạch là từ 0,01 đến 1 microgram bạc ký một phút. Dopamine dopamine thì có truyền tĩnh mạch là 2,5 đến 10 microgram bạc ký một phút và nồng độ pha truyền không quá 6 mg trên ml. Truyền tĩnh mạch liên tục thì 2 đến 20 microgram bạc ký một phút và tăng liều từ 5 đến 10 microgram bạc ký một phút cho đến khi đạt được phản ứng tối ưu. Và thuốc dobutamine truyền tĩnh mạch liên tục ban đầu là 2,5 microgram bạc ký một phút và tăng dần cho đến khi đạt được đáp ứng mong muốn, liều thông thường là 2 tới 20 microgram bạc ký một phút. Xin mời bạn tiếp theo trình bày. Chào cô và các bạn, em tên là Ngọc. Ta đây em xin trình bày phần chỉ định dùng thuốc đúng. Thì đối với phần chỉ định dùng thuốc đúng thì nhóm em có tham khảo thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có dùng bệnh của Bộ Y tế vào năm 2011. Đầu tiên thì đối với khi mà một trường hợp mà bệnh nhân đến với mình thì trong quá trình mình khám bệnh thì yêu cầu người bác sĩ phải có qua slide cho ý. Thì mình xin nói lại là một trường hợp mà bệnh nhân đến với mình khám bệnh thì yêu cầu người bác sĩ trong quá trình mà khám bệnh thì phải khai thác được tiền sử của bệnh nhân. Tiền sử khai thác thì gồm là tiền sử dị ứng của bệnh nhân, thuốc dùng trong 24 giờ của bệnh nhân đó và diễn tiến lâm sàng trong 24 giờ đó để mình ghi vào hồ sơ bệnh án, phục vụ cho cái việc chỉ định sử dụng thuốc hoặc là ngừng sử dụng thuốc đó của mình. Tiếp theo là đến yêu cầu chỉ định thuốc thì thuốc chỉ định cho người bệnh là cần phải đảm bảo các yêu cầu sau, là phải phù hợp với chẩn đoán và diễn tiến bệnh của bệnh nhân đó, phù hợp tình trạng bệnh lý và cơ địa của người bệnh, đồng thời là cũng phải phù hợp vào tuổi và cân nặng của bệnh nhân. Nếu mà có hướng dẫn điều trị thì mình cũng phải phù hợp với hướng dẫn điều trị đó, đặc biệt là không lạm dụng thuốc. Sau đây là cách ghi chỉ định thuốc. Thì chỉ định dùng thuốc phải ghi đầy đủ rõ ràng vào đơn thuốc, hồ sơ bệnh án, không được viết tắt, không được ghi các ký hiệu đặc biệt. Trường hợp mà nếu mà mình có sửa chữa bất kỳ nội dung nào thì mình phải ký xác nhận ngay bên cạnh cái nội dung mà mình đã sửa chữa. Nội dung chỉ định thuốc thì bao gồm là tên thuốc, nồng độ, liều dùng một lần, số lần dùng thuốc trong 24 giờ, khoảng cách giữa các lần dùng thuốc, thời điểm sử dụng thuốc, đường dùng và những cái chú ý đặc biệt kèm theo. Thì trình tự ghi thuốc là đường tiêm đến đường uống, đặt, dùng ngoài và các đường dùng khác. Một số lưu ý khác là có một số nhóm thuốc thì mình phải có số thứ tự ngày dùng, như là nhóm thuốc phóng xạ, thuốc gây nghiện, thuốc tâm thần, thuốc kháng sinh, các loại thuốc điều trị lao, thuốc corticoid. Thì đối với một số điều thuốc như là điều trị ung thư dài ngày thì mình sẽ có nhiều đợt trị liệu, thì mình sẽ đánh số thứ tự ngày mà dùng thuốc theo các đợt trị liệu đó.
Còn trường hợp khác như là các loại thuốc gây nghiện hướng tâm thần thì dùng nhiều ngày, nhiều dùng nhiều lần trong một ngày. Ví dụ như là ngày đó mình sử dụng 3 lần thì mình sẽ đánh số ngày 1 là lần thứ nhất của ngày đó là 11, lần thứ hai là 12 và lần thứ ba là 13. Tiếp theo là đến thời gian dùng thuốc. Thì sẽ có 3 trường hợp là nếu mà bệnh cấp cứu chỉ định thuốc thì theo diễn tiến của bệnh. Còn trường hợp mà người bệnh cần theo dõi để lựa chọn thuốc hoặc là lựa chọn điều thích hợp á, thì mình sẽ chỉ định thuốc hàng ngày. Còn nếu mà đã được lựa chọn thuốc và liều thích hợp rồi thì mình có thể là thời gian chỉ định thuốc tối đa không quá 2 ngày đối với ngày ngày mình làm việc và 3 ngày đối với ngày nghỉ. Còn về chọn đường dùng thì phải căn cứ vào tình trạng của người bệnh, mức độ bệnh lý, đường dùng của thuốc để mà ra lệnh đường dùng thuốc thích hợp. Dùng đường tiêm, đa số là sẽ là dùng đường uống khi tại khi nào dùng tiêm thì có thể là có các nguyên nhân như là không uống được, bệnh nhân uống không đáp ứng hoặc là thuốc nó chỉ dùng đường tiêm thôi. Một điều quan trọng tiếp theo nữa là tác dụng không mong muốn. Thì sau khi mà mình đã kê toa ra lệnh rồi thì mình phải thông báo cho người điều dưỡng mà theo dõi bệnh nhân đó và bệnh nhân hoặc là người nuôi dưỡng bệnh nhân các tác dụng không mong muốn để mình đồng thời nói bệnh nhân khi mà gặp khi mà thấy phát hiện một cái vấn đề nào đó thì báo ngay trực tiếp lại với mình người điều dưỡng để kịp thời xử trí tai biến có. Đồng thời là phải báo cáo phản ứng có hại của thuốc cho khoa dược ngay khi mà xảy ra. Thì tiếp theo sao để các bạn rõ hơn về phần ghi lệnh thuốc thì bạn Diễm Anh sẽ trình bày một số case lâm sàng nhỏ để mọi người cùng nắm rõ hơn về ghi lệnh thuốc. Mời bạn Diễm Anh trình bày. Chào các bạn, thì sau đây mình có hai cái khay như để rõ hơn. Thì khay thứ nhất là bé nam 5 tháng tuổi được chẩn đoán xác định là viêm tiểu phế quản cấp mức độ nặng, viêm phổi rất nặng trên nền tiêu chảy cấp không dưới mức nước ngày 4. Thì y lệnh 1 là ceftriaxone 1g, 0,7 g tĩnh mạch chậm, bioflora 1 gói nhân 2 đường uống, atazin C 1 viên đường uống, Orezon 2 gói pha 400ml nước đường uống kèm sau tiêu lỏng. Coastet 2,5ml nhân 3 lần đường uống, Natri Lorua 0,9%, 4 giọt nhân 6 lần nhỏ mũi hai bên. Và sau đó là dinh dưỡng 1 PT sữa mẹ và chăm sóc cấp 1. Thì không biết là với cái phần trình bày của bạn Ngọc ở trên thì không biết có bạn nào có ý kiến về cái chỉ lệnh ghi về cái y lệnh này không ạ? Mời bạn Ngọc Cẩm ạ. Thứ nhất là cái theo ý kiến của mình thì về cái phần như là kháng sinh như cái ceftriaxone á thì mình chưa có ghi là mỗi lần dùng là bao nhiêu về liều lượng của mỗi lần là đấy là dùng bao nhiêu lần trong một ngày và mỗi lần là dùng bao nhiêu thì mình chưa có thấy cái lệnh có ghi ạ. Còn cái về như là cái kẽm một viên thì không biết cái nồng độ của một viên, cái hàm lượng của một viên là bao nhiêu, với lại là dùng bao nhiêu viên trong một ngày thì cũng chưa có đề cập ạ. Thì mình muốn bổ sung như vậy. Cảm ơn bạn Cảm nha. Rồi còn bạn nào có ý kiến không ạ? Hello, mình là Nhân à, số thứ tự 57 thì mình có ý kiến là chỗ Orezon 2 gói pha 400ml nước uống kèm sau tiêu lỏng á, thì mình sẽ ghi rõ hơn là kèm uống bao nhiêu ml sau một lần tiêu lỏng, như là 50-100ml sau một lần tiêu lỏng. Ok, cảm ơn bạn nha. Rồi còn bạn nào có ý kiến nữa không ạ? Bạn đầu tiên hỏi đó tên gì đó em hả?
Dạ em tên Ngọc Cẩm ạ, số 8 ạ. Rồi rồi, tiếp đi. Alo, mình là Hiền Trang số 84. Mình cũng có nhận xét về cái chỗ thuốc hoa Astet cũng thiếu liều lượng mỗi lần dùng. Ví dụ như là hoa Astet SB đúng không ạ? Mời bạn, thôi bạn khủng mà, bạn mới giơ tay á. Mình có ý kiến là ở cái đề của bạn cho thiếu cân nặng nên là ngay chỗ y lệnh thì cho thuốc thì không thể tính, khó tính được cân nặng, khó tính được cái liều. Số mấy vậy em? Khủng số mấy? Dạ. Em số 62. Mời bạn cuối cùng ha, mời bạn Dũng nha. Mình là Dũng, số tội là 17. Thì mình ý kiến là mấy cái nhân 2, nhân 3 thì mình ghi rõ cái giờ sử dụng. Nhân 2 mình uống sáng, uống chiều, hoặc uống rõ 8 giờ hay là 16 giờ gì đó. Alo Diễm Anh ơi, cho mình có ý kiến một xíu nha. Bạn nói đi. Tại vì cái chẩn đoán của mấy bạn là viêm phổi rất nặng rồi, thì bệnh nhân này là đang ở trong tình trạng là mình nghĩ là phải hỗ trợ hô hấp, thì mấy bạn cho y lành uống thì có được không? Là mình chỉ hỏi chỗ đó thôi. Bạn mới hỏi tên gì hả? Dạ em là Nguyễn Thị Hà, số từ 21 ạ. Phần ghi y lệnh với cái khay này là mình lấy từ bệnh án của một bệnh án của nhi đồng 1, thì ở phần này thì mình đề cập đến phần cái cách mà ghi y lệnh sao cho đúng, cho đủ như cái phần như theo thông tư số 23 của Bộ Y tế. Thì ở đây thì mình không cập nhật cái điều trị mà mình chỉ nói về cái cách ghi y lệnh thôi. Thì thứ nhất thì ở trong đây thì các bạn cũng thấy là ở cái phần mà kháng sinh thì cũng có đánh số thứ tự theo ngày và cái nhưng mà ở đây còn thứ nhất là tên thuốc thì không có ghi tắt và nồng độ hàm lượng thì ở một số thuốc còn thiếu, không có ghi cái hàm lượng của từng thuốc. Và ở đây cũng còn thiếu cái số lần dùng trong 24 giờ và khoảng cách giữa các lần dùng thuốc và thời điểm, cũng như thời điểm dùng thuốc. Đường dùng thì có ghi nhưng mà còn ghi tắt. Còn chỉ định theo trình tự thì cũng gồm cũng theo thứ tự gồm tiêm, uống đặc và các đường dùng khác. Và ở đây là bệnh án của Nhi nên có ghi thêm cái phần dinh dưỡng của em bé. Thì còn mẹ nào có thắc mắc gì không ạ? Bạn Phụng còn thắc mắc không bạn? Nếu không thì mình đi qua khay tiếp theo ha.
Cây thứ hai là bé nam 15 tháng tuổi được chẩn đoán xác định là xuyễn cân trung bình lần đầu bội nhiễm phổi, y lệnh 1 CPL1 1 gam 0,9 gam tĩnh mạch chậm 80 mg bạc ký. Thuốc thứ hai là 1 prednisolone 0,005 gam 1 viên nhân 2 đường uống, hóa acetate 5 ml nhân 3 đường uống, Ventolin 5 mg trên 2.5 ml, liều là 2.5 ml pha với nước muối 0,9%, đủ 3 ml phun khí dung mỗi 4 giờ. Dinh dưỡng là 3 BT, cháo spa và chăm sóc cấp 3. Thì cũng tương tự như hồi nãy, thì cái lệnh này á lần này có ghi hai cái thuốc ở trên, thì cũng có đánh kháng sinh theo ngày và tên thuốc, có ghi nồng độ hàm lượng và liều dùng một lần, và cũng có ghi cái số lần dùng thuốc trong 24 giờ, nhưng mà còn ghi khoảng cách, thiếu cái khoảng cách giữa các lần dùng thuốc. Và cái này nó cũng tuân theo cái quy tắc là đường tiêm uống đặc dùng ngoài, nhưng mà thường thì như các bạn cũng thấy khi mà đi lâm sàng thì các bác sĩ có thể viết tắt những cái đơn giản như là tiêm bắp hoặc là tĩnh mạch chậm hoặc là đường uống, nhưng mà theo quy tắc thì mình không có ghi tắt. Thì mình tóm lại á, thì cách ghi chỉ định thuốc á, là dùng thuốc phải ghi đầy đủ rõ ràng vào đơn thuốc, hồ sơ bệnh án, không viết tắt tên thuốc và không ghi ký hiệu gì đặc biệt. Trường hợp có sửa chữa thì phải ký xác nhận, có chữ ký xác nhận bên cạnh. Và nội dung thuốc bao gồm tên thuốc, nồng độ hàm lượng, liều dùng một lần, số lần dùng trong 24 giờ và khoảng cách giữa các lần dùng thuốc, thời điểm dùng thuốc, cũng như đường dùng thuốc và những chú ý đặc biệt trong thuốc. Và khi ghi chỉ định thuốc thì phải ghi theo trình tự tiêm, uống, đặt, dùng ngoài và các đường dùng khác. Thì sau đây thì đó là cái phần mà cái ghi chỉ định thuốc. Sau đây mời tiếp tục bạn tiếp tục trình bày ạ. Chào cô và các bạn, em là Huyền Trân, số thứ tự là 107. Sau đây em xin trình bày tiếp cái phần phòng ngừa và xử trí phản ứng có hại của thuốc. Thì Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa phản ứng có hại của thuốc là cái đáp ứng đối với một loại thuốc có thể là gây độc hoặc là không theo ý muốn, xảy ra ở cái liều thường được sử dụng để dự phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh hoặc là điều chỉnh một cái chức năng sinh lý. Thì Tổ chức Y tế Thế giới thì chia phân loại cái phản ứng có hại của thuốc ra làm hai loại. Loại A thì thường được gọi là tác dụng phụ, có nghĩa là những cái phản ứng phụ, và cái phản ứng này nó phụ thuộc vào cái liều lượng dùng và nó có thể dự đoán trước được, chiếm khoảng 85-90% tất cả các cái trường hợp phản ứng có hại của thuốc. Thì một cái ví dụ cho cái loại này á, nó là sử dụng cái aspirin. Nếu mà mình dùng aspirin với cái mong muốn điều trị là mình kháng viêm hoặc là mình kháng chất tịch tiểu cầu, nhưng mà nó có một cái tác dụng phụ ở trên đường tiêu hóa, đó là gây viêm loét dạ dày, thì cái tác dụng phụ đó là mình có thể đoán trước được và nó được giải thích bởi những cái cơ chế sinh lý của cái thuốc gây ra. Còn cái loại B á, thì thường được gọi là dị ứng hay là quá mẫn, nó sẽ không có phụ thuộc vào liều, nó có thể xảy ra khi mà mình dùng một cái liều lượng rất nhỏ dưới cái mức có thể đạt đến cái tác dụng điều trị, và nó không thể dự đoán trước được. Nó có liên quan tới các yếu tố di truyền và có chiếm từ 10-15% tổng số cái phản ứng có hại của thuốc. Thì ở trẻ em, phản ứng có hại của thuốc nó xảy ra rất là phổ biến và nó là một cái gánh nặng lớn đối với cái bệnh nhân và cũng như là hệ thống chăm sóc sức khỏe. Phản ứng có hại của thuốc thì ở trẻ em chưa có được nghiên cứu kỹ như ở người lớn, nhưng mà những cái dữ liệu trong 25 năm gần đây người ta nghiên cứu về cái phản ứng có hại của thuốc trên trẻ, trên bệnh nhi thì cho thấy là có khoảng 9% những cái bệnh nhi nhập viện gặp cái phản ứng có hại trong quá trình điều trị. Và tỷ lệ phản ứng có hại ở trẻ em trong các cái phòng khám ngoại trú là khoảng 1,5%. Cái phản ứng có hại của thuốc thì nó gây ra tới 10% trường hợp trẻ nhập viện tại các cái bệnh viện dành cho trẻ em.
và khoảng 40% cái phản ứng có hại của thuốc á, xảy ra trên trẻ em nhập viện là có khả năng đe dọa tính mạng. Tuy nhiên á, là cái tỷ lệ mà phản ứng có hại thật sự ở trẻ em thì thật sự là chưa được biết rõ. Tại vì những cái nguyên nhân như là do những cái phản ứng có hại nó chưa được báo cáo đầy đủ do chính thầy thuốc hoặc là người nhà bệnh nhân chưa có hiểu rõ thật sự về cái phản ứng có hại của thuốc, nên là những cái trường hợp xảy ra chưa được báo cáo, hoặc là những cái trường hợp điều trị ngoại trú thì chưa có được báo cáo, nên là số liệu nó vẫn còn chưa đầy đủ. Cái phản ứng có hại của thuốc thì xảy ra với tần suất cao hơn ở trẻ em so với người lớn, và cái tỷ lệ phản ứng có hại của thuốc từ những cái dữ liệu bệnh nhân thu thập được cho thấy là 6,7% và với tỷ lệ tử vong là 0,32%. Đây là cái số liệu của FDA Hoa Kỳ. Những cái phản ứng trên da là cái dạng phổ biến nhất và nó thường xảy ra với các cái loại thuốc như là ampicillin, amoxicillin, penicillin, vân vân. Ở ngoài ra thì ở trẻ sơ sinh đó, nó cũng có thể xảy ra phản ứng có hại của thuốc do những cái thuốc mà nó không sử dụng trực tiếp, mà có thể là từ mẹ truyền sang. Cái tác nhân thường gây ra phản ứng có hại của thuốc là bao gồm kháng sinh, các cái thuốc ức chế miễn dịch, thuốc điều trị ung thư, thuốc kháng đông, thuốc điều trị tim mạch, thuốc kháng viêm non-steroid và các cái thuốc hướng tâm thần kinh. Về yếu tố nguy cơ thì gồm có là trẻ dưới 4 tháng tuổi, thì theo như mình đọc được á, thì tỷ lệ này là 3,8%, nó cao gấp đôi so với bất kỳ cái tuổi nào của trẻ em. Và cái tỷ lệ trong một cái nghiên cứu lớn thì có công bố là ở dưới trẻ dưới 1 tuổi là khoảng 60% cái trường hợp trẻ dưới 1 tuổi. Ngoài ra các cái nguy cơ khác như là dùng thuốc lớn hơn một loại, dùng kéo dài, có chỉ định thuốc không đúng, không theo dõi khi dùng thuốc, trên các cái cơ địa dị ứng và có cái bệnh mãn tính. Một cái cách phân loại khác là phân loại theo cái thời điểm khởi phát, thì có ba loại: cấp tính là bé hơn 60 phút, bán cấp là từ 1 giờ đến 24 giờ, và chậm là lớn hơn 2 ngày. Còn theo phân loại theo mức độ nặng thì có là nhẹ, trung bình và nặng. Nhẹ thì không cần điều trị đặc hiệu, trung bình là cần điều trị đặc hiệu, và nặng là nguy cơ tử vong và tổn thương đa cơ quan. Nguyên nhân của những cái phản ứng có hại của thuốc đó có thể là do ngộ độc, dị ứng, tác dụng phụ, hoặc là ngưng thuốc, hoặc là kỹ thuật. Thì phần trình bày của mình đó, mình sẽ trình bày phần ngộ độc và những cái cách phòng tránh cái ngộ độc, và phần dị ứng thì mình sẽ trình bày hai cái mình nghĩ là nó nặng nề và nó có thể nguy hiểm tới tính mạng và nó thường gặp, đó chính là cái phản ứng phản vệ và cái hội chứng Steven Johnson, cũng như là hoại tử thượng bì nhiễm độc. Còn phần tác dụng phụ, ngưng thuốc và kỹ thuật thì sẽ do hai bạn khác trình bày. Ngộ độc thuốc thì nguyên nhân có thể là do nhầm lẫn, quá liều, dùng truyền thuốc quá nhanh, hoặc là không điều chỉnh liều, hoặc là tương tác thuốc. Thì đối với cái nguyên nhân do nhầm lẫn thì mình có thể phòng tránh bằng cái việc là thực hiện 3 tra 5 đối để đảm bảo là đúng thuốc, đúng người dùng. Còn cái việc quá liều thì mình cần phải dùng liều chính xác theo cái khuyến cáo của nhà phát hành. Nếu mà những cái thuốc có cái khoảng sinh khả dụng hẹp thì mình cần đo nồng độ thuốc. Dùng quá nhanh thì mình cũng phải tuân thủ phòng ngừa bằng cách tuân thủ cái tốc độ truyền theo hướng dẫn. Trên những cái bệnh nhân mà có tình trạng suy thận thì mình phải cần điều chỉnh liều, và tương tác thuốc thì mình phải tra cứu kỹ những cái thuốc mà nó có thể tương tác với nhau để tránh sử dụng các thuốc gây tương tác thuốc.
Thì tiếp theo mình sẽ trình tới cái phần nguyên nhân thứ hai là phần nguyên nhân dị ứng. Thì dị ứng hay còn gọi là quá mẫn theo Cơm và Gale thì được phân ra thành 4 loại. Loại 1 là cái phản ứng quá mẫn tức thời. Nó sẽ cái cơ chế xảy ra của nó là qua trung gian IgE. Thì các cái dị nguyên, có nghĩa là dị nguyên ở đây là thuốc, thì nó sẽ gắn lên những cái IgE đã gắn trên trên bề mặt của tế bào mast hoặc là tế bào bạch cầu ưa kiềm, thì dẫn đến là cái tế bào mast hoặc là bạch cầu ưa kiềm sẽ phóng thích ra những cái chất như là histamine, nó sẽ gây ra các cái biểu hiện phù mạch, mề đay hoặc là co thắt phế quản. Thì những cái phản ứng dị ứng loại 1, tiếp 1 này á, nó có thể xảy ra trong thời gian là vài phút, vài giây sau khi mà người bệnh tiếp xúc với cái thuốc. Còn cái loại thứ hai á, là phản ứng độc. Phản ứng độc tế bào phụ thuộc vào kháng thể. Thì cái này á, nó sẽ liên quan tới kháng thể IgM và IgG. Thì khi mà đưa thuốc vào trong cơ thể á, thì cái kháng thể này nó sẽ nhận biết và nó nhận biết cái thuốc đã gắn trên cái tế bào và nó sẽ gây ra cái ly giải tế bào đó bởi đại thực bào hoặc là hoạt hóa cái bổ thể. Thì cái loại này á, nó phải xảy ra lớn hơn 72 giờ hoặc đến vài tuần sau dùng thuốc. Cái loại thứ ba là cái loại phản ứng qua cái phức hợp miễn dịch. Có nghĩa là khi mà mình đưa cái thuốc vào cơ thể, cái thuốc nó sẽ gắn với cái kháng thể của cơ thể tạo ra, đặc hiệu với cái thuốc đó, nó tạo thành một cái phức hợp miễn dịch và nó lắng động lại các cái cơ quan như là mạch máu hoặc là một cái mô nào đó. Sau đó là nó sẽ dẫn đến cái việc là hoạt hóa bổ thể, thu hút các cái tế bào bạch cầu tới để tiêu diệt cái phức hợp đó, và nó làm tổn thương cái cơ quan mà nó lắng động. Ví dụ như nó lắng động ở mạch máu thì các cái tế bào bạch cầu đó, nó tiêu diệt cái phức hợp đó thì nó sẽ dẫn đến làm tổn thương mạch máu. Còn cái phản ứng, cái loại thứ tư là loại quá mẫn muộn, thì nó sẽ qua trung gian tế bào T. Thì cái loại này nó sẽ có một cái điển hình của cái loại này là cái hội chứng Stevens-Johnson-Ten. Cái phản ứng quá mẫn muộn này nó thường xảy ra là khoảng từ 1 đến 3 tuần sau dùng thuốc. Thì trong phần dị ứng mình sẽ trình bày đầu tiên là phần phản ứng phản vệ. Thì phân loại cái phân độ phản ứng phản vệ theo thông tư 51 năm 2017 của Bộ Y tế thì được chia làm 4 độ. Độ 1 và độ 2 là có cái phản ứng phản vệ nhưng mà chưa có sốc. Độ 3 và độ 4 là đã có sốc. Độ 1 thì bệnh nhân chỉ có những cái triệu chứng trên da, dưới da hoặc niêm mạc như là mề đay, ngứa, phù mạch. Thì trên lâm sàng thì mình chỉ thấy các cái triệu chứng trên da thôi. Còn độ 2 á, thì có lớn hơn hoặc bằng 2 dấu hiệu. Thứ nhất là mề đay, phù mạch xuất hiện nhanh. Thứ hai là khó thở, tức ngực, khàn tiếng, chảy nước mũi. Thứ ba là đau bụng, nôn, tiêu chảy. Thứ tư là hạ huyết áp chưa tục hoặc tăng và nhịp tim nhanh hoặc loạn nhịp. Thì trên lâm sàng á, thì ở độ 2 này đã có những cái biểu hiện toàn thân nhưng mà ở mức độ nhẹ hoặc trung bình và bệnh nhân chưa có sốc và chưa có suy hô hấp. Còn độ 3 là bệnh nhân đã có sốc thì dấu hiệu là rít thanh quản, phù thanh quản, thở nhanh, khò khè, tím tái, rối loạn nhịp thở hoặc là rối loạn ý thức như là vật vã, hôn mê, co giật, rối loạn cơ vòng. Biểu hiện của sốc như là mạch nhanh nhỏ, tụt huyết áp. Thì trên lâm sàng là bệnh nhân đã có sốc và có suy hô hấp là khó thở nặng, tím tái, hôn mê. Còn độ 4 là cái độ nặng nhất là bệnh nhân đã có ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn. Xử trí phản vệ. Xử trí phản ứng phản vệ thì nguyên tắc chung là tất cả các trường hợp phản vệ phải được phát hiện sớm, xử trí khẩn cấp, kịp thời ngay tại chỗ và được theo dõi ít nhất là 24 giờ. Tất cả các nhân viên y tế bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, họ sinh viên, kỹ thuật viên, nhân viên y tế khi phát hiện có phản vệ thì phải xử trí cấp cứu ngay lập tức. Và adrenaline là cái thuốc thiết yếu và quan trọng trong cái
cấp cứu người bị phản vệ. Và cần phải cái thuốc này cần phải được tiêm bắp ngay khi có chẩn đoán là phản vệ từ độ 2 trở lên. Sau đây thì tiếp tục là mình sẽ trình bày cái phần xử trí riêng của phản vệ nhẹ và phản vệ nặng. Thì phản vệ nhẹ là độ 1. Thì xử trí của mình đầu tiên là phải ngưng thuốc và dùng các cái thuốc kháng histamine. Có thể là kèm theo corticoid đường uống như là prednisolone 0,5mg trên ký. Và còn xem xét cái khi mà bệnh nhân có những cái biểu hiện da nhưng mà nặng hơn như là mẩn đỏ kèm theo phù mặt hoặc là phù toàn thân á, thì mình cần xem xét là sử dụng kháng histamine tiêm bắp và hydrocortisone tiêm tĩnh mạch. Sau đó là mình phải theo dõi bệnh nhân tiếp tục cho đến ít nhất là 24 giờ. Còn xử trí phản vệ nặng thì là từ độ 2 trở lên. Mình sẽ cho ngưng thuốc, đầu tiên là cho ngưng thuốc và cho bệnh nhân nằm đầu bằng, đảm bảo thông khí và cung cấp oxy. Nếu như mà bệnh nhân có ngưng thở thì cần phải nhanh chóng thông đường thở, bóp bóng qua mask hoặc là đặt nội khí quản giúp thở. Nếu có ngưng tim thì phải ấn tim ngoài lồng ngực. Sau đó là dùng adrenaline 1/1000, 0,3ml, liều là 0,01ml trên kg. Tim dưới da hoặc là tim bắp. Sau đó là lập đường truyền tĩnh mạch. Nếu mà bệnh nhân còn sốc thì mình tiếp tục lập lại cái adrenaline. Lần này là truyền tĩnh mạch 0,1 đến 0,5g trên kg trên phút. Sau đó là truyền lactate ringer là 20mg trên ký trên giờ. Sau đó là mình cho các cái thuốc như là hydrocortisone hoặc là bivalpen. Nếu mà bệnh nhân còn khó thở thanh quản thì mình có thể phun khí dung adrenaline. Hoặc là nếu có khò khè thì có thể là khí dung salbutamol. Về phòng ngừa thì khi mà muốn phòng ngừa cái phản ứng phản vệ thì trước tiên khi dùng thuốc ở bệnh nhân mình cần phải hỏi rõ về tiền sử dị ứng. Tại vì nếu như bệnh nhân đã có tiền sử dị ứng từng tiếp xúc với thuốc đó và có phản ứng phản vệ nhẹ mà lần này mình dùng lại thuốc đó thì mình có thể kích hoạt một cái phản ứng phản vệ nặng hơn để dọa tính mạng của bệnh nhân. Và mình còn hỏi các cái tiền sử dị ứng về thức ăn. Đặc biệt là trên những cái người mà có cái cơ địa như là xuyễn, chàm, viêm mũi dị ứng. Và cái biện pháp mà hỏi cái tiền sử này cũng là một cái biện pháp phòng ngừa quan trọng nhất. Mình có thể thực hiện các cái test như là đối với penicillin hoặc là streptomycin bằng cách là tiêm dưới da 0,02ml dung dịch penicillin 1/10000. Để mình xem cái theo dõi cái phản ứng ở trên da. Thứ ba là mình còn sẵn sàng cái hộp chống sốc. Tại vì khi mà có phản ứng phản vệ thì có thể bệnh nhân chỉ cần tiếp xúc với một cái liều lượng rất nhỏ thì đã có thể gây ra một cái phản ứng đe dọa tính mạng. Nên lúc nào mình cũng phải sử dụng chuẩn bị sẵn hộp chống sốc. Và sau khi mà bệnh nhân tiêm thì mình còn giữ trẻ lại 30 phút sau tiêm. Và còn dặn dò bà mẹ những cái triệu chứng của phản vệ để bà mẹ kịp thời báo cho bác sĩ. Cuối cùng là khi mà mình nhận thấy một bệnh nhân có tình trạng sốc phản vệ thì mình phải báo ngay cho nhân viên y tế biết. Và mình cần thông báo cái điều đó cho người nhà bệnh nhân để người nhà bệnh nhân biết được cái mức độ nguy hiểm của nó để khi bệnh nhân có tình trạng bị bệnh hoặc là cần phải dùng thuốc thì người nhà sẽ thông báo với bác sĩ trong lần điều trị sau là bệnh nhân có dị ứng với cái thuốc đó để tránh sử dụng lại. Tiếp theo thì mình sẽ trình bày về cái hội chứng Stevens-Johnson và cái hoại tử thường bị nhiễm độc. Thì cái hai cái hội chứng này trên lâm sàng thì nó có cái biểu hiện là gần như là giống nhau. Nó có tổn thương hồng ban đa dạng ở da và niêm mạc. Tuy nhiên hai cái này nó phân biệt với nhau là dựa vào cái diện tích da bị tổn thương. Thì cái hội chứng Stevens-Johnson thì sẽ có diện tích da tổn thương bé hơn 10%. Còn cái TEN thì nó có diện tích tổn thương lớn hơn 30%. Còn khi mà diện tích tổn thương từ 10 đến 30% thì nó có sự trồng lấp giữa hai cái hội chứng này.
về lâm sàng thì nó sẽ biểu hiện tổn thương da và niêm mạc ở da. Ở da thì ở trong giai đoạn sớm thì nó có thể có những cái sỏi hoặc giác trên cái nền hồng ban, và cái nó có cái màu đỏ đậm ở trung tâm. Nhưng mà ở giai đoạn muộn hơn á, thì nó sẽ có hình thành bóng nước. À, cái những cái bóng nước này nó vỡ ra và tạo nên những cái vết trọt ở trên da. Thì đặc điểm của cái bóng nước trong cái hội chứng Stevens-Johnson á, là cái bóng nước này là bóng nước nông trên thượng bì. Nên là nếu mà bệnh nhân vào với mình trong giai đoạn mà đã có bóng nước á, thì thường là khi mình khám mình sẽ không thấy cái bóng nước, tại do cái bóng nước này nằm trên thượng bì nên nó dễ bị trọt, nó dễ bị vỡ và để lại những cái vết trọt trên da. Ngoài ra thì bệnh nhân còn có những cái biểu hiện như là viêm loét ở những cái niêm mạc lỗ tự nhiên như là miệng, mắt, hậu môn, sinh dục. Và ngoài ra thì còn có thể tổn thương ở những cái đường niêm mạc ở đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu. Và cái triệu chứng khác có thể ghi nhận được là sốt cao, ho, chảy mũi, đau họng, ói, tiêu chảy, đau ngực, đau cơ và đau khớp. Ở đây thì mình ý qua cái slide 2, hai cái hình. Ở đây là mình đã đưa hai cái hình nó khá là điển hình của cái hội chứng Stevens-Johnson và TEN. Thì cái hình đầu tiên á, mọi người có thể thấy là cái mặt trên gương mặt của đứa trẻ này á, thì cái phần miệng của nó có những đóng những cái mày méo, thì là do những cái bóng nước ở trên thùng bì nó vỡ ra và nó đóng thành những cái mày này. Và cái thấy cái mắt của bệnh nhân á, nó có bị nó sung huyết. Còn cái trường hợp thứ hai á, thì mọi người có thể quan sát ở trên cơ thể của đứa trẻ này và trên mặt á, nó có những cái vết trọt á, thì nó là những cái vết trọt do cái bóng nước nông mà nó bị trọt, nó để lại cái vết trọt này. Về xử trí á, của hội chứng Stevens-Johnson á, thì đầu tiên cũng là ngưng thuốc khi nghi ngờ cái thuốc đó là tác nhân, mà sử dụng corticoid thì mình dùng trong giai đoạn cấp, trong vòng là 48 đến 72 giờ sau phát ban, dùng methylprednisolone 4mg trên ký trên ngày, chia 2 lần tiêm mạch trong 3 đến 5 ngày. Thứ ba là mình điều trị triệu chứng. Thì mình sẽ cho bệnh nhân nhập vào khoa bỏng và mình nằm trong cái vòng phòng vô trùng và hạn chế thăm viếng, sử dụng cái ra vải vô trùng để tránh cái việc mà có thể bội nhiễm lên những cái vết trọt ở trên da. Thứ hai là mình sang sóc da, mình rửa bằng dung dịch natri clor 0,9% vô trùng, sau đó là thoa dung dịch betadine 10% hoặc là đắp gạc betadine ở những cái nơi mà có tổn thương da sâu hoặc loét, và không được chọc vào các cái bóng nước. Mình sẽ cho bệnh nhân vệ sinh răng miệng và bộ phận tiết niệu sinh dục hồng môn, khám chuyên khoa mắt để tránh các cái biến chứng của mắt như là dính mi, viêm móng mắt, viêm loét hoặc thủng giác mạc, mù mắt, nhỏ mắt với cái thuốc nhỏ mắt không có corticoid. Cái thứ năm là mình phải đảm bảo nhu cầu dịch và dinh dưỡng. Thì đối với những cái bệnh nhân này thì mình phải điều trị dinh dưỡng và dịch thì tương tự như những cái bệnh nhân mà bị bỏng. Và cái thứ năm cuối cùng là mình sẽ sử dụng kháng sinh nếu mà có bội nhiễm. Về phòng ngừa, đầu tiên thì cũng như các cái phòng ngừa khác thì mình phải hỏi cái tiền sử dị ứng thuốc. Và thứ hai là mình phải dặn dò người mẹ khi mà có những cái dấu hiệu dị ứng thì cần phải ngưng thuốc và cho bệnh nhân tái khám. Cuối cùng là mình thông báo và ghi vào sổ khám bệnh các cái thuốc gây dị ứng và dặn dò bệnh nhân thông báo cho cái thầy thuốc mỗi khi đi khám bệnh. Thì cái bản này mình có để cho mọi người một số cái thuốc mà có nguy cơ gây cái hội chứng Stevens-Johnson. Thì cái nguy cơ cao thì mình có thể thấy những cái thuốc như là sulfamethoxazone hoặc là những cái thuốc hướng thần kinh như là carbamazepine hoặc là phenol bạc bitan,
hoặc là cái nhóm NSAID, là thuốc NSAID thì có cái nhóm Oxycam. Còn những cái thuốc có nguy cơ thấp hơn như là thuốc NSAID, diclofenac hoặc là cephalosporin, vân vân. Còn những cái thuốc mà vẫn còn đang nghi ngờ thì như là paracetamol, corticoid hoặc là những cái NSAID khác. Còn cái nhóm cuối cùng là những cái nhóm mà chưa có bằng chứng về cái nguy cơ. Phần trình bày của mình là đến đây là hết, thì mời bạn mời bạn tiếp theo trình bày. Cô em là Hòa Phước ở số 108. Em xin trình bày tiếp theo là tán huyết do thuốc. Thì về cơ chế thì tán huyết do thuốc có thể giải thích theo 4 cơ chế. Thì cơ chế đầu tiên là tạo phức hợp miễn dịch. Thì cái cơ chế này thường bị thắc mắc phải ở một số thuốc như là nhóm thuốc điều trị sốt rét như là quinine hoặc là quinidine. Các thuốc như chlorpromazine, sulfonamide, thuốc kháng histamine. Về cơ chế thứ hai là tạo thành hapten, thì thường gặp ở nhóm thuốc penicillin và cephalosporin. Thứ ba là cơ chế tạo ra tự kháng thể kháng hồng cầu, thì thường mình thường gặp ở cái nhóm thuốc NSAID và prodrenaline. Và cơ chế cuối cùng là phá hủy hồng cầu theo cơ chế oxy hóa ở nhóm bệnh nhân thiếu ở G6PD. Thì mình thường gặp ở nhóm thuốc primaquine, quinine, sulfamide và nitrofurantoin. Về triệu chứng thường gặp thì là mình thấy có thể thấy là bệnh nhân là thiếu máu nặng và thiếu sắc tố. Tí khi mà tán huyết do thuốc thì mình có thể ngưng thuốc, truyền máu, bù dịch gấp 1,5 lần nhu cầu cơ bản, kiềm hóa nước tiểu và lọc thận. Tiếp theo về thuốc độc thận, thì nguyên nhân thuốc độc thận thì do là thận đã có chức năng tái hấp thụ, làm lượng thuốc tăng cao trong ống thận, hơn nữa là 1/4 lưu lượng máu toàn cơ thể là vận chuyển qua thận, và nhu mô thận thì rất nhạy cảm với một số loại thuốc. Cho nên là dẫn đến là thận thì có rất nhiều loại thận rất dễ bị trường hợp thuốc độc thận. Thì cơ chế thì gồm có 3 cơ chế. Ở trước thận thì là giảm lưu lượng máu đến thận. Ở tại thận là nhiễm độc hoặc là miễn dịch dị ứng ở nhu mô thận. Cơ chế cuối cùng là sau thận là có thể ra tắc ống thận. Thì nhiều 3 cơ chế thì mình có thể phân loại thành phân loại thuốc độc thận là do thành 4 loại, là bệnh thận do nhiễm độc trực tiếp thì thường gặp ở nhóm kháng sinh nhóm aminoglycoside, kháng sinh nhóm amphotericin B, kháng sinh nhóm polypeptide, các thuốc chống ung thư như cisplatin, thuốc cản quang, thuốc cyclosporin, thuốc gây mê có clor, hoặc là các nhóm thuốc giảm đau có amino 4 quinolin hoặc là paracetamol. Qua slide cho thì phân về cái thứ hai là về phân loại thứ hai là bệnh ống thận mô kẽ do miễn dịch dị ứng, thì cái này là do nhu mô thận quá mẫn cảm với thuốc điều trị, thì thường gặp ở nhóm kháng sinh beta lactam và nhóm NSAID. Về cái phân loại thứ ba là suy thận cấp do giảm lưu lượng máu đến thận, thì ở đây là thường gặp ở nhóm thuốc ức chế tổng hợp prostaglandin như là aspirin, nhóm NSAID và một số thuốc gây ức chế enzym chuyển. Và ở cái phân loại thứ tư là suy thận cấp do tắc ống thận, thì có thể gặp ở methoxyfluran và các sulfamide. Về suy thận cấp do thuốc thì có thể thấy suy thận cấp do thuốc thì có triệu chứng thường tăng creatinine máu. Thì suy thận mình có thể xử trí là ngưng thuốc độc thận, điều trị bảo tồn, theo dõi lại tiểu, cân nặng, chức năng thận và lọc thận. Thì phòng ngừa là mình có thể tránh thuốc độc thận hoặc là điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận hoặc là bệnh nhân có tiền sử bệnh lý thận.
ngưng amino glycoside dưới 7 ngày và theo dõi nước tiểu. Tiếp theo là thi tủy. Các thuốc có nguy cơ gây suy tủy là nhóm kháng sinh chloramphenicol, nhóm kháng viêm như là canibutazol, các thuốc động kinh như là carbamazepine, phenytoin, các thuốc điều trị lao như là linzolid hoặc là thuốc chống ung thư như là idarubicin hoặc là tia X. Thì xử trí trường hợp suy tủy do thuốc thì mình có thể là ngưng thuốc, phòng ngừa bội nhiễm, truyền hiệu hồng cầu lắng 10mg mặt ký khi HCP dưới 20%, cân nhắc sử dụng thuốc tiền miễn dịch như clofosin A hoặc là corticoid. Tiếp theo là mình mời bạn tiếp theo. Tiếp theo mình xin trình về phần thuốc độc gan gây suy gan cấp. Thì có hai dạng thường gặp nhất. Thứ nhất đó là các thuốc đó gây ra một tổn thương gan đặc ứng, có nghĩa là đây là một cái phản ứng dị ứng, không phụ thuộc vào liều hoặc là dùng thuốc bao lâu, nó sẽ phụ thuộc vào tùy cá thể. Trải qua ba giai đoạn, thứ nhất đó là thuốc được chuyển hóa lần đầu thành một chất chuyển hóa có hoạt tính liên kết với các enzyme tạo ra nó. Tiếp theo là quá trình đó sẽ tạo ra một neoantigen trình diện với hệ thống miễn dịch để từ đó kích hoạt một phản ứng miễn dịch đặc trưng bởi việc sản xuất các kháng thể nhận diện protein ban đầu và hoặc là protein biến đổi. Giai đoạn tiếp theo đó là tái sử dụng thuốc dẫn đến việc gia tăng sản xuất neoantigen, khi đó sẽ xuất hiện ra các kháng thể dẫn đến là ly giải tế bào gan. Một dạng thứ hai nữa đó là tổn thương do dùng thuốc quá liều. Thì có một số thuốc khi mà mình dùng liều cao, dùng kéo dài hoặc là kết hợp với các thuốc khác thì sẽ gây ra tương tác thuốc, rồi làm ảnh hưởng tới chức năng chuyển hóa giải độc gan. Điển hình ví dụ như là thuốc giảm đau hạ sốt, paracetamol hoặc là các thuốc kháng lao. Đây là nhóm các thuốc thường gây độc lên gan, thường gây ra viêm gan hoặc là viêm gan cấp. Nhóm đầu tiên đó là giảm đau hạ sốt, acetaminophen, đây là thứ hai đó là nhóm thuốc điều trị lao như là isoniazid hoặc là rifampicin, thuốc điều trị tăng huyết áp là ateno, thuốc chống nấm là ketoconazole, nhóm thuốc điều trị động kinh như là phenytoin, carbamazepine, nhóm thuốc kháng sinh như là sulfonamide. Bên cạnh đó thì đây là một số nhóm thuốc kháng sinh gây ứ mật tại gan cũng gây viêm gan hoặc là viêm gan cấp như là erythromycin, amoxicillin, clavulanate, penicillamine, cyclosporine. Về xử trí thì đầu tiên là phải ngưng ngay thuốc đang dùng. Nếu như là ngộ độc acetaminophen thì sử dụng chất đối kháng N-acetylcysteine. Nếu như mà bệnh nhân có hạ đường huyết thì cần truyền glucoutrone. Nếu như mà có rối loạn đông máu thì sẽ tiêm vitamin K1. Đồng thời là theo dõi sinh hiệu vàng da, kích thước gan, chức năng gan, đường huyết và ion đồ của bệnh nhân. Về phòng ngừa thì cần cân nhắc kỹ, hạn chế dùng các thuốc có nguy cơ gây độc lên gan, hạn chế dùng đồng thời nhiều loại thuốc. Cần theo dõi chức năng gan trước khi sử dụng và trong khi sử dụng các loại thuốc mà nằm trong nhóm nguy cơ có khả năng gây độc gan. Tiếp theo là nhóm thuốc gây suy thượng thận cấp. Thì nguyên nhân thường là do sử dụng corticosteroid kéo dài, sau đó là dừng đột ngột. Đây là nhóm các thuốc gây suy thượng thận cấp. Thì nhóm các thuốc corticosteroid nó thường có ba dạng là tác dụng nhanh, tác dụng trung bình và tác dụng dài. Ê ơi, cho qua ấy.
Đây là một số bệnh lý trên lâm sàng cần dùng corticosteroid, các bệnh lý thuộc về miễn dịch và hô hấp như là cơn hen nặng, COPD, phản vệ, tiêu hóa như là viêm gan tự miễn, bệnh Crohn, da liễu thì có là viêm da tiếp xúc cấp và nặng, pemphigus, các bệnh về huyết học như là xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, thiếu máu tán huyết, lymphoma, leukemia, các bệnh khớp tự miễn như là lupus, viêm khớp dạng thấp, viêm mạch máu, viêm đa cơ. Ngoài ra còn một số bệnh khác như là hội chứng thận hư, sao ghép tạng, phù não hoặc là đa xơ cứng. Về xử trí, trước tiên là bù dịch, tiếp theo là cho glucoutrương truyền tĩnh mạch, bởi vì trong cơn suy thượng thận cấp thường sẽ đi kèm với là hạ đường huyết. Hydrocortison liều là 50mg tĩnh mạch trong vòng 6 giờ, theo dõi sinh tồn, điện giải đường huyết. Về phòng ngừa là cần cân nhắc chỉ định dùng corticoid, tránh dùng corticoid kéo dài. Nếu phải dùng thì nên dùng liều uống một lần mỗi ngày vào buổi sáng. Cần phải giảm, khi mà dùng cortico kéo dài thì còn phải giảm liều dần, sau đó là sử dụng cách ngày rồi mới bắt đầu ngưng thuốc, tránh ngưng thuốc đột ngột. Còn phải đánh giá thượng thận trước khi ngưng thuốc. Tiếp theo là nhóm các thuốc có nguy cơ gây xuất huyết tiêu hóa. Điển hình đầu tiên đó là aspirin hoặc là nhóm NSAIDs. Các thuốc kháng đông như là heparin, warfarin, nhóm bifosphonate như là alendronate, diseronate, hoặc là dùng corticoid liều cao hoặc là khi mà kết hợp tọ với lại NSAIDs. Ở đây mình nói sơ qua về cơ chế gây xuất huyết, gây tổn thương niêm mạc dạ dày do NSAID gây ra. Thì nó sẽ có ba dạng. NSAID thường dùng của mình sẽ là tác dụng lên cả đồng thời cấp 1 và cấp 2. Nó sẽ có ba cơ chế. Thứ nhất đó là gây kích ứng tại chỗ, làm tổn thương biểu mô, tổn thương niêm mạc. Thứ hai đó là nó ức chế cấp 1. Thì ức chế cấp 1 nó sẽ làm giảm prostaglandin, từ đó là giảm khả năng bảo vệ tế bào màng nhầy, đồng thời ức chế cốc 1 cũng làm giảm lưu lượng máu, giảm sự phục hồi của niêm mạc, dẫn tới là dễ dàng tổn thương niêm mạc hơn. Ức chế cốc 2 thì nó sẽ ức chế cốc 2 là tác dụng của thuốc làm cắt đi phản ứng viêm, đồng thời nó còn có một tác dụng khác là kết dính mạch cầu, tổn thương niêm mạc. Ngoài ra thì tính axit trong dạ dày cũng là một yếu tố góp phần làm cho cái sự tổn thương nó nặng hơn. Về xử trí, khi mà xuất huyết tiêu hóa do thuốc, đầu tiên là ngưng thuốc, cho bệnh nhân nhịn ăn uống, xét nghiệm gấp các chức năng gan, thận, đông cầm máu và nhóm máu, truyền dịch natri NaCl 0,9% hoặc là Ringer lactate để đảm bảo thể tích tuần hoàn. Truyền máu trong trường hợp là HCT nhỏ hơn 30%, sử dụng các thuốc hỗ trợ cho dạ dày là omeprazole hoặc là ranitidine. Nếu như mà điều trị thất bại nội khoa thì cần nội soi để mà cầm máu, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng xuất huyết HCT của bệnh nhân. Về phòng ngừa, đó là tránh dùng aspirin, corticoid cho bệnh nhân có tiềm sử viêm loét dạ dày. Tránh dùng aspirin, ibuprofen cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Trong trường hợp phải sử dụng các thuốc có nguy cơ cao gây xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân có tiền cao viêm loét dạ dày, thì nên dùng kèm thuốc hỗ trợ dạ dày. Mình nói về các nhiễm khuẩn nơi tim, thì xử trí đó là rút kim, săn sóc nơi tim, sử dụng kháng sinh. Về phòng ngừa đó là vị trí tim tiếp theo nên xa các ổ nhiễm trùng đó, đảm bảo vô trùng và theo dõi nơi tim. Cuối cùng đó là phòng ngừa phản ứng có hại của thuốc. Tóm lại là nên dùng thuốc đúng chỉ định, đúng liều, đúng đường dùng, đúng bệnh nhân. Còn phải hỏi tiền sử dùng thuốc, dị ứng, bệnh nền, bệnh mãn tính trước đó của bệnh nhân. Tránh tương tác thuốc, theo dõi diễn tiến, dặn dò bà mẹ ngưng thuốc và báo ngay cho bác sĩ khi có triệu chứng bất thường và báo cáo các tác hại của thuốc để mà phòng tránh. Đây là tài liệu tham khảo của nhóm em, bài trình bày của nhóm em tới đây là hết. Cảm ơn cô và các bạn lắng nghe.
Các bạn có câu hỏi nào hỏi ha. Mời bạn Phượng ạ. Dạ thưa cô, em là Phượng, số thứ tự 66 ạ. Mình có một câu hỏi cho nhóm ở phần quy định sử dụng thuốc. Ở slide số 22 á, thì các bạn có một câu là thuốc kháng sinh và một số thuốc khác thì chỉ dùng khi có chỉ định hướng dẫn của thầy thuốc. Như vậy thì có phải là ở trẻ em thì có những thuốc có thể dùng mà không bắt buộc phải có chỉ định hay là thuốc không kê toa hay không? Và các bạn có thể cho mình biết tên một số thuốc đó và hướng dẫn sử dụng như thế nào để an toàn. Cảm ơn ạ. Mình chắc là mình mời thêm hai ba bạn nữa cho câu hỏi và tụi mình sẽ trả lời luôn một lượt, rồi sau đó mấy bạn hỏi tiếp rồi trả lời tiếp nha. Mấy bạn có thể giơ tay lại. Câu hỏi của bạn Phượng là mình đã ghi nhận rồi. Mình mời hai bạn khác cho câu hỏi rồi tụi mình sẽ trả lời luôn. Alo, Trân ơi, cho mình hỏi ở slide 45. Trâm nói đi Trâm. Slide 45 là có sử dụng paracetamol ở trẻ sơ sinh. Giống như bài lần trước thì bọn mình học là chỉ định từ lớn bằng 2 tháng sử dụng paracetamol. Nhưng mà mình thấy trong cái slide này có sử dụng cho cả trẻ sơ sinh. Với lại cái liều của nó mà từ 20 tới 25, tức là nó cao hơn cả sử dụng ở trẻ em. Là mình muốn hỏi là cái liều này là nguồn tài liệu ở đâu? Rồi trên thực tế mình có được xài hay không? Với lại cái thứ hai là dùng paracetamol ở chỗ đóng BDA. Tức là dùng hỗ trợ giảm đau trong đóng BDA hay là mình dùng paracetamol với là ibuprofen như là một cái thuốc đơn độc để điều trị thông cỏ động mạch đóng BDA bằng paracetamol luôn. Bạn hỏi tên gì hả? Dạ, Huyền Trâm số 84. Cảm ơn câu hỏi của bạn Trâm. Mình đã ghi nhận câu hỏi rồi. Ngoài mấy bạn, tại vì mấy bạn giơ tay nhiều nên là mình không biết ai giơ tay trước á, mấy bạn cứ bật mic nói tại mình không thấy được. Alo Trân. Dạ alo. Alo Trân. Mời Phát. Cho mình hỏi về cái Steven Johnson syndrome của Trân á, cái chỗ xử trí á. Rồi Phát nói câu hỏi đi Phát. Khi mà mình có nhiễm trùng da thì cái kháng sinh mà đầu tay của mình dùng với khi mà bệnh nhân bị Steven Johnson là gì? Hai đồng. Câu hỏi. Alo Trân ơi, cho mình phát biểu được. Duy đúng không Duy? Chào cô các bạn, và em là Duy, số thứ tự là 20. Thì đầu tiên là cảm ơn cái phần trình bày của nhóm bạn. Thì mình có một số câu hỏi với nhóm bạn là đầu tiên là cái phần mà điều trị dùng thuốc corticoid á, là ở trên hình như là bạn Liên Vi trình bày á, là bạn có chia liều theo mấy vuông da, nhưng mà xuống cuối thì điều trị cái mà suy thận tận cấp thì là mình không có thấy chia thêm miếng vuông da nữa. Cái câu thứ hai của mình đó là cái dùng nãy trên slide các bạn có nói dùng cái diazepam á, mình quay slide.
Mình thấy các bạn cứ dùng một cái loại là gel đặt gel hậu môn với một cái loại nữa là hậu môn nhưng mà có liều dùng, thì hai cái đó nó khác nhau như thế nào và nó có ưu điểm hơn cái tĩnh mạch, cái đường tĩnh mạch như thế nào? Với một câu nữa của mình là trong cái phần y lệnh á, các bạn có ghi là tĩnh mạch đường uống đường đạt, vậy thì cái đường tiêm đường uống đường đạt thì đường tiêm thì giữa tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch thì mình ghi gì trước, hoặc là truyền tĩnh mạch thì mình ghi giữa thứ tự là tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch và truyền tĩnh mạch thì mình ghi thứ tự như thế nào? Đó là câu hỏi của mình. Cảm ơn bạn Duy. Chắc là mấy bạn cho nhóm mình trả lời trước rồi hãy hỏi tiếp nha. Đầu tiên mình xin trả lời câu hỏi của bạn Phát trước. Thì bạn Phát hỏi là khi mà có bội nhiễm trong trường hợp là hội chứng Stevens-Johnson á, thì mình sẽ điều trị với cái thuốc kháng sinh nào? Thì theo như mình đọc trong phác đồ của Bệnh viện Nhi đồng 1 thì mình sẽ điều trị với cephalosporin thế hệ thứ nhất là cefabirin 550-100mg trên ký trên ngày, tim mạch chia 3-4 lần, hoặc là cefaporin thế hệ thứ 3 mà tiêm với liều là 10mg trên ký trên ngày, tim mạch chia 3-4 lần. Còn nếu mà bệnh nhân có thêm nhiễm trùng bệnh viện nữa thì mình sẽ sử dụng thêm là belacin và có thể kèm theo vancomycin. Không biết là bạn Phát có đồng ý với cái câu trả lời của mình đúng không? Vậy cái cephalosporin thế hệ thứ hai thì tại sao mình không dùng? Cái đó mình cũng chưa tìm hiểu, tại vì mình chỉ đọc được trong phác đồ như vậy thôi, còn cái lý do thì mình không có tìm hiểu được. Rồi, cảm ơn bạn. Cái này là bạn hỏi Stevens-Johnson hả? Dạ. Không? Rồi. Dạ. Em Huy Phát là số thứ tự 60. Mình xin trả lời câu hỏi của bạn Trâm. Bạn hỏi là paracetamol là tại sao lại dùng ở sơ sinh, rồi bạn hỏi phác đồ này đâu, thì mình lấy cái phác đồ này á, là mình lấy cái liều này á là trong phác đồ của Bệnh viện Nhi đồng 1. Thì lúc đầu mình coi á, thì mình cũng có thấy là người ta xài, thì cô dạy á là xài paracetamol là cho trẻ từ 2 tháng trở lên. Thì nhưng mà khi mình thấy phác đồ này á thì mình cũng có coi tài liệu tham khảo của phác đồ là người ta lấy từ trong cái cuốn textbook liều thuốc dành cho trẻ sơ sinh, thì mình nghĩ là có thể là cái chỉ định này nó không dành cho cái việc giảm đau hay là hạ sốt như ở trẻ lớn, mà nó có thể là dùng trong những cái trường hợp khác. Thì nói chung là mình cũng chưa có tìm hiểu kỹ được cái chỉ định nào dùng cho trẻ sơ sinh mà dùng paracetamol, thì mình thấy mình chỉ biết là dùng cái liều đó thôi, rồi mình rồi lấy từ trong cái phác đồ đó này thôi. Còn cái câu của bạn Duy bạn Nguyễn Lê Duy á, bạn nhắc lại câu hỏi giùm mình được không? Cái câu mà liều của diazepam hay gì á, của nó corticoid đó. Vi ơi, câu corticoid để ta trả lời cho. Mình Nhật Minh á, mình muốn bổ sung cái câu para của bạn Thiên Vi được không? Mình sẵn có cái câu para mà ở sơ sinh đó. Được, bạn nào biết thì cứ trả lời. Dạ, em là Nhật Minh, số thứ tự 47 đó cô. Thì cái para khi mà em đọc á, thì ở cái liều 20 sơ sinh á, thì cái mục đích người ta xài á, là không phải là để giảm đau hay hạ sốt, mà người ta có nghiên cứu là có nghĩa là người ta đang bắt đầu nghiên cứu là dùng para để đóng cái ống động mạch. Tuy nhiên thì em thấy là cái nghiên cứu này nó còn mới và nó chưa có đưa vào một phác đồ chung như đóng bằng ibuprofen á. Thì cái này nó mới chỉ là người ta nghiên cứu mới thôi, chứ người ta chưa áp dụng rộng rãi bằng việc đóng bằng para cô. Thành ra là mới có cái liều 20 ở sơ sinh này. Dạ. Đúng rồi. Mình trả lời câu hỏi của Lê Duy về cái mà sử dụng corticoid ở cái khúc
xử trí suy thượng thận cấp mà không tính hemic vuông da, thì theo phác đồ của Bộ Y tế mà mình đọc đó, là trong một cái cơn suy thượng thận cấp đó, mình xử trí là dùng liều hydrocortisone khoảng 30mg mét vuông da một ngày và chia làm 4 lần mỗi lần 6 giờ. Thì cái số mà mình yêu cầu truyền là hydrocortisone liều 50mg tĩnh mạch trong 6 giờ. Đó là con số tính ra ở khoảng trung bình làm tròn cho một cái đứa trẻ với một thể trạng bình thường. Một cái khoảng tính ra rồi, một cái khoảng trung bình đó. Còn nếu mà đúng tính đúng ra thì là liều là 30mg mét vuông da một ngày chia làm 4 lần. Alo gì ơi, gì có thấy chỗ đó được không? À, tại vì mình thấy slide của các bạn nó không thống nhất nhau nên mình hỏi thôi, chứ tại mình cũng chưa có nghiên cứu về cái 30mg trên mét vuông da. Do slide ở trên cái khúc mà bạn slide 56 là có tí quý thì bạn có chia thêm mét vuông da hydrocortisone, nhưng mà xuống dưới thì không có, nên là mình chỉ hỏi về cái thống nhất với hai cái slide thôi. Mình cảm ơn bạn câu đó. Là tại vì chỗ đó là tính ra rồi theo một cái số khoảng trung bình. Mình xin trả lời câu hồi nãy mà bạn hỏi là trong các đường tiêm thì tiêm cái nào trước, thì mình nghĩ khi mà lên một cái lệnh nó còn tùy vào cái thời gian mà bác sĩ chỉ định là sẽ tiêm vào thời gian nào trong ngày, nó còn kèm theo cái yếu tố đó nữa, nên thành ra là với lại trong tài liệu thì nó không có yêu cầu là phải ghi cái đường nào trước, nên thành ra là mình không thể nói trước được là mình phải ghi cái tiêm cái đường nào trước hết đó. Mình trả lời vậy, bạn có hiểu ý mình nói không? Mình cảm tại vì hồi mình nhớ như là hồi học bài tiêm phần não với thầy Hùng là có điều trị mà vừa có truyền tĩnh mạch, tiêm tĩnh mạch vừa có tiêm bắp luôn để vừa ngừa cái nhiễm trùng huyết nữa, thì ví dụ như cái đó thì mình nên ghi cái gì trước, là tiêm bắp trước hay là tiêm tĩnh mạch trước? Bây giờ nè, theo ý của cái bạn hỏi đó thì bạn sẽ ghi như thế nào? Bây giờ bạn kia trả lời là bạn kia không biết rồi đó. Thì giờ cái ý của bạn hỏi đó, bữa bạn có học với thầy Hùng á, vậy thì giờ theo bạn thì bạn sẽ ghi theo trình tự nào? Tại bạn kia nói là bạn kia không biết rồi. Hoặc là có bạn nào biết không? Dạ, bữa học với thầy Hùng thì thầy Hùng cũng không có chỉ ghi y lệnh của cô, nhưng mà theo em thì em thấy mấy anh chị hay ghi là truyền tĩnh mạch trước rồi tới tim mạch chậm rồi tới tim bắp, rồi mà em cũng không rõ là cái này cái đúng không ạ. Thì cái quy định của Bộ Y tế là tim trước phải không? Tim trước, thành ra là mình cứ theo thứ tự là tim thôi, nhưng mà tùy, ví dụ như trong phản vệ ha, thì adrenaline nó là tim bắp, hydrocortisone nó là tim mạch. Tuy nhiên, adrenaline nó là thuốc ưu tiên. Vì vậy trong y lệnh mình sẽ ghi là adrenaline trước ha, tại vì những cái thuốc kia là những thuốc thứ hai hoặc là thứ ba thì mình sẽ ghi sau. Nhưng mà để mà tiện nhất cho các điều ghi cho các cô thực hiện thì theo đúng mà như em nói là những cái trường hợp thông thường không có cấp cứu á, thì cứ là trình lự tự là tim mạch rồi tới tim bắp thì là đúng. Nhưng mà trong tùy cái tình huống, ví dụ như trong cái phản vệ mà nếu em ghi một lèo như vậy á, thì các cô sẽ không phân định được cái nào trước cái nào sau. Thành ra trong ví dụ như trong mà phản vệ mình sẽ ghi một cái y lệnh là tim bắp,
adrenaline thôi, rồi 5 phút sau, tại vì 5 phút sau mình có quyền lặp lại, thì lúc đó mình sẽ đánh giá tiếp rồi mình ghi sau. Lúc đó mình sẽ ghi riêng ra cái hydrocortisone tim mạch ở dưới sau ha. Nhưng mà còn nếu mà đúng, tại vì quy định thì họ cũng chỉ quy định của Bộ Y tế là họ chỉ cho tim, thì đường tim thì em muốn ghi như thế nào cũng được, cứ đường tim ở trên là đúng rồi. Còn mình ghi cho tùy theo mình dễ nhớ thì hay ghi tim mạch trước rồi tim bắp sau em ha. Rồi còn về cái vụ mà thuốc mà paracetamol thì hôm bữa cô có nói rồi mà chắc các bạn không có lưu ý. Paracetamol là các cái hãng sản xuất nó khuyến cáo, hồi nãy em nói là trước khi dùng mấy em phải tập cái thói quen, còn trẻ là phải mở ra xem mỗi trước bất kỳ một cái thuốc gì mà mình ghi y lịch đó là mình cũng phải xuống khoa dược á, mình xin cái tờ hướng dẫn sử dụng để mình xem ha. Trước khi mình dùng thì mình phải xem cho biết. Những cái cô điều dưỡng mà lâu năm là họ cũng có kinh nghiệm đó để mình xem. Thì trong những cái tờ hướng dẫn hay là ngay cả trong cái Vidan đó là nó cũng khuyến cáo là dùng từ 2 tháng trở lên. Nó không khuyến cáo ở dưới là tại sao? Là tại vì trước khi mà mấy em giống như mấy em thấy cái vaccine người ta dùng đó là trước khi người ta dùng cho mình là người ta phải thử nghiệm trên người. Mà tại sao người ta không chích cho trẻ em? Tại vì người ta không có thử nghiệm cho trẻ em, thành ra là người ta chỉ khuyến cáo chích cho người lớn thôi. Rồi sau khi chích cho người lớn rồi, bây giờ họ mới nghiên cứu trên trẻ em thì họ thấy an toàn, bây giờ mới tới cái đợt thứ nhì là cho chích cho trẻ em, chứ hồi đợt đầu là đâu có đâu ha. Thì cái này cũng vậy, trên thuốc trước khi mà họ đem ra sử dụng thì họ sẽ nghiên cứu trên trẻ em, trên một cái cỡ mẫu mà chấp nhận được, thì họ không dùng cho trẻ sơ sinh cho đến 2 tháng. Vì vậy khuyến cáo của họ là từ 2 tháng trở lên là an toàn. Còn những trường hợp nào mà bất đắc dĩ bác sĩ dùng ha, thì bác sĩ cân nhắc và bác sĩ cho y lệnh. Tại vì cái đó là tùy, bởi vậy là người thường, dân thường mà đi mua ở ngoài nhà thuốc Tây, paracetamol là thuốc không kê toa. Hồi nãy có một cái câu thuốc nào không kê toa cô chưa thấy trả lời ha. Thì một trong những cái thuốc không kê toa là paracetamol. Thì các cái nhà thuốc Tây á, mà nó cho là nó chỉ bán cho trẻ em từ 2 tháng trở lên mà thôi ha. Thì thành ra là bác sĩ nó hơn người thường là ở chỗ đó đó nha mấy em. Rồi mấy em trả lời tiếp, còn mấy câu hỏi chưa trả lời. À còn cái câu hồi nãy mà bạn nào trả lời về cái Seven Ronson á, thì cái liều 10mg là sai nha em ha. Cephalosporin thế hệ thứ 3 mà tiêm á, là liều tối thiểu là 100 chứ không có liều 10 nha. Cái ống của nó gram là liều 100mg một ký. Cái thứ nhì nữa đó là bạn hỏi, bạn hồi nãy hỏi kháng sinh đó là bạn có đồng bạn chưa? Bạn Phát có đồng ý với cái cách? Dạ vâng ạ. Dạ em thật dạ, sự em đọc xin trong chỉ định kháng sinh là khi nào nghi ngờ bội nhiễm thôi. Nếu mà mấy em đi lâm sàng mấy em sẽ thấy thực tế người ta có thể dùng erythromycin hoặc là azithromycin. Tại vì Seven Ronson trên lâm sàng không phải lúc nào cũng tìm được nguyên nhân ha. Thường gặp nhất đó là paracetamol đó, là hồi trước Ivan bây giờ là nó mới ghi le vô là nguy cơ thấp, nhưng mà trước đây là không có ghi acetaminophen vô. Các bạn đọc textbook mới là các bạn mới biết có. Thì trong những cái trường hợp mà mình vô mình hỏi hết, không có cái thuốc nào mà nghi Seven Ronson thì mình phải nghi ngờ là cái tác nhân nó là mycoplasma, thì lúc đó người ta mới cho cái kháng sinh là uống eri hoặc là azithromycin ha. Còn cái kháng sinh hồi nãy các bạn giải thích là khi nào nghi ngờ bội nhiễm nha. Rồi các bạn trả lời tiếp đi. Trả lời cái câu hỏi của bạn Phù hồi nãy là bạn nói là một số thuốc không cần kê toa ở trẻ em thì là gồm có những loại thuốc nào, thì theo em tìm hiểu được thì có một số loại nó trị như là sốt paracetamol nãy cô nói, hoặc là ho và cảm lạnh dị ứng ban trên da hoặc là hâm da hoặc là ong đốt. Thì về cái đau và sốt thì thuốc giảm đau hạ sốt có thể là một số loại không kê đơn như là Tylenol, thành phần chính của nó là acetaminophen rồi hoặc là Advil trẻ em, nhưng mà hãy nhớ là nhưng mà Advil thì thường không có dùng cho trẻ em hoặc là thanh thiếu niên vì nguy cơ mắc cái hội chứng Reye. Rồi còn về ho cảm lạnh ho thì có Advil trẻ em nè, có Triaminid, có Tylenol dành cho trẻ em và một số loại khác. Về loại dành cho trẻ sơ sinh thì có gel giảm đau miệng Listerine
titer một số thuốc khác như là kem kem dưỡng ẩm hoặc là thuốc mỡ trị hâm tả. Về thuốc lúa thì có kem hydrocortisone 1%, calamine lotion, kem dưỡng da hoặc là kem yến mạch, kem tự nhiên và một số loại khác nữa. Nên chúng là rất là nhiều loại thuốc khác nha. Rồi loại phát ban thì có kem chống ngứa, kem dưỡng ẩm và một loại thuốc không cần kê đơn giống như là thuốc mỡ kháng sinh Neosporin, thuốc mỡ kháng sinh sơ cứu Polysporin, một số loại thuốc bỏ bỏ mụn cốc hoặc là một số thuốc trị nấm ngoài da hoặc là thuốc táo bón thì cũng có thuốc nhuận tràng polyethylene glycol cho người lớn hoặc là nhưng mà thường bác sĩ nhi khoa cũng sẽ sử dụng ngoài nhãn cho trẻ nhỏ thuốc nhuận tràng hoặc là một số loại thuốc nhuận tràng. Còn về dị ứng thì có Benadryl cho trẻ em, Siroclaritin và một số loại khác thì cũng phải tùy theo cái độ tuổi của trẻ mà mình sử dụng thuốc với liều lượng cho phù hợp nữa. Nên là về cái vấn đề mà bạn hỏi cái liều cụ thể như thế nào thì cái này bạn ví dụ như bạn còn thắc mắc một loại nào thì mình có thể sẽ tìm hiểu cho bạn. Còn về nói chung chung thì mình không có trả lời được. Mình cảm ơn ạ. Alo Phượng ơi. Cảm ơn ý. Mình cũng không có hỏi liều đâu. Cảm ơn ý nha. Nào đó hỏi thuốc kê toa có hài lòng không? Nhiều bạn hỏi nhưng mà những bạn khác nào mà biết thì có thể bổ sung thêm. Còn không thì có bạn nào hỏi nữa không? Dạ xin phép cho mình có câu hỏi được không ạ? Dạ chào cô và các bạn, thì em là Minh Huy, số thứ tự 26. Em xin có câu hỏi cho các bạn là khi mà mình hướng dẫn bà mẹ cho uống thuốc á, thì ví dụ như là cái liều mình cho là nó sẽ lẻ cái viên thuốc trong trường hợp mà không có thuốc dạng siro hay là không có thuốc dạng sủi để pha nước, thì mình canh cái liều đó như thế nào trên một viên thuốc? Cảm ơn câu hỏi của bạn Huy. Mình thấy bạn Bích Ngọc hồi nãy giờ giơ tay á, mời bạn Ngọc hỏi. Mình không có hỏi mà mình có góp ý thôi. Ở cái chỗ slide số 84 á, hồi nãy trong trình bày về cái xử lý phản vệ á, thì mình có thấy ghi liều truyền tĩnh mạch sai á, cho nên mình góp ý chỗ đó. Cảm ơn bạn Ngọc, để mình xem lại cái slide đó. Hello, mình là Nữ Vương số 95, thì mình có câu hỏi chỗ phần bạn Trăng trình bày là bạn có trình bày cái hai hội chứng là Stevens-Johnson với lại hội chứng TEN, thì mình thấy không biết là có cần phân biệt rõ ràng giữa hai hội chứng này trên lâm sàng hay không, tại vì mình thấy bạn đưa ra xử trí thì giống nhau nhưng mà cái cơ chế bạn nói thì cũng cho tạo cái bóng nước, thì mình không biết là có cần phân biệt rõ ràng hay không về cái cách phân biệt ngoài cái tính cái diện tích tổn thương ra thì còn có cách nào khác nữa hay không. Mình xin hết. Cảm ơn câu hỏi của bạn Vương. Thì mình cũng xin trả lời câu hỏi của bạn là theo như mình tìm hiểu á, thì hai cái hội chứng này á, cái biểu hiện lâm sàng của nó là gần như là giống nhau, chỉ phân biệt được là dựa vào cái diện tích tổn thương và cái sinh, nếu mà muốn phân biệt rõ ràng xác định thì phải sinh thiết da, nhưng mà mình nghĩ đó là nó không cần thiết. Với lại là cái nguyên tắc điều trị của hai cái này là cũng gần như là hai cái này là giống nhau, chỉ có nguyên tắc là phải ngưng thuốc và phải điều trị cái corticoid và điều trị nôn đỏ bằng cách là mình sẽ tránh cho cái việc nhiễm trùng da và điều trị bù dịch bù nước cũng như là điều trị các cái tổn thương trên niêm mạc. Thì câu hỏi của mình chốt lại là nó có thể phân biệt dựa vào cái sinh thiết, nhưng mà cái việc đó là nó không có cần thiết tại vì điều trị là giống nhau. Ừ.
Không biết Nữ Vương có đồng tình với câu trả lời của mình không? Cảm ơn Trân. Alo Trân. Mời Tân. Mình xin trả lời cái câu hỏi thắc mắc của bạn với bạn khác hồi nãy về cái vì sao không sử dụng xe pha lớp thế hệ thứ hai được không? Mời Tân trả lời. Dạ thưa cô và các bạn, thì em là Tân số từ 75. Thì hồi nãy cái bạn khác với bạn Trân có trong trường hợp mà Steven Johnson mà bị bộ nhiễm da thì tại sao không sử dụng cái cephalosporin thế hệ thứ hai? Thì theo cái dữ liệu vi sinh mình đọc được thì cái nhiễm trùng da thì thường là do cái Staphylococcus aureus, thì đó là tụ cầu vàng, thì cái con và cái một cái con gram dương khác nữa đó là con Staphylococcus pneumonia, thì hai con này chiếm tỷ lệ lớn nhất. Thì đối với hai con này thì cái kháng sinh nó nhạy hơn với lại cái cephalosporin thế hệ thứ nhất, thì cái bởi vì hai con này là gram dương thì nó nhạy hơn so với cái cephalosporin thế hệ thứ hai, đó là lý do người ta sẽ dùng cephalosporin thế hệ thứ nhất. Còn cái một cái trường hợp khác á, là cái nhiễm trùng da do cái con pseudomonas aeruginosa, thì cái con đó là nó là một con gram âm, thì người ta sẽ ưu tiên sử dụng cái cephalosporin thế hệ thứ ba hơn thế hệ thứ hai, là bởi vì nguyên nhân đó. Thì trong những trường hợp mà nhiễm trùng da do bộ nhiễm thì người ta sẽ dùng cephalosporin thế hệ thứ hai, thứ nhất và thứ ba, chứ không có sử dụng cephalosporin thế hệ thứ hai. Mình xin hết ạ. Cảm ơn bạn Tân. Có ai bổ sung nữa không? Có ai bổ sung thêm về cái vụ này? Thôi cái này bữa sau mình có cái bài kháng sinh mà. Rồi. Hồi nãy mình có nhận được câu hỏi của bạn Huy là do là cái liều thuốc của trẻ em nhỏ mà không có cái viên phù hợp với cái liều thì mình phải chia, không có thuốc siro thì mình làm cách nào? Thì mình thấy mình đi lâm sàng thì mình cũng thấy là cái bác sĩ cũng ghi liều là 1/4, 1/5 của viên á, thì mình nghĩ chỉ có một cách duy nhất là chia cái viên thuốc nhỏ ra để uống thôi, chứ mình không có tìm được cái cách nào khác á. Nhưng mà mình nghĩ chắc tương lai nếu mà được thì sẽ sản xuất ra cái viên mà có cái hàm lượng kiểu phù hợp với cái liều của cái thuốc đó. Chứ còn lâm sàng thì mình thấy vậy, không biết mọi người có thể có cái ý kiến gì hay góp ý gì về cái câu hỏi này không? Mình là Trung số 89 á, thì mình khi mình đi lâm sàng mình thấy á, thường thì mấy viên thuốc mà nó phải chia nhỏ quá thì các chị điều dưỡng sẽ nghiền viên thuốc đó ra, sau đó chia theo phần á, ước lượng thôi chứ không có chính xác, mà ước lượng theo từng phần thì bằng cái bột đo bằng bột rồi ước lượng ra chứ không có dùng viên vẽ đi. Mình là Tuấn Anh số 07 thì mình cũng muốn hỏi thêm một xíu về cái vụ mà bẻ thuốc chi thuốc này nè. Thì thường á là có một số những cái loại thuốc á thì cái nhà thiết kế họ thường gọi là nó sẽ thường sẽ được tráng hoặc phủ những cái lớp men bảo vệ trên cái viên thuốc đó, tức là thuốc nó sẽ không phải thuốc nào cũng sẽ hấp thu vào trong ở dạ dày, mà có những thuốc nó hấp thu ở ruột non hoặc là ruột già, thì cái men đó để bảo vệ chất lượng của thuốc cho đến khi mà tới được cái khu vực mà nó sẽ được hấp thụ á. Thì nếu mà cái việc mà ở người lớn á, thì mình uống thì nó không sao, nhưng mà nếu mà mình bẻ như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái chất lượng và cũng giống như là cái thành phần của thuốc á, thì không biết là cái tình hình nếu mà bẻ thuốc như vậy thì có nhóm có những cái lưu ý gì trong cái việc bẻ thuốc như vậy không? Thưa bạn, thì theo mình nghĩ khi mà mình có thuốc để bẻ để chia cho trẻ uống thì cũng là hy hữu thôi. Có nghĩa là mình coi như mình lựa cái thuốc nào mà cái thuốc đó nó không có cái liều lượng thích hợp với trẻ thì mình mới bẻ. Còn như bạn nói, nếu mà một số loại thuốc mà nó có lớp men, nó có lớp bảo vệ bên ngoài để không có được hấp thu ở dạ dày á, thì những loại thuốc đó mình nghĩ là ở trên lâm sàng thì bác sĩ người ta sẽ lựa những cái viên phù hợp, những cái viên hàm lượng nhỏ phù hợp cho trẻ, chứ không có bẻ những cái viên lớn đó ra để sử dụng đâu. Nếu như mà bạn biết cái viên nào mà có lớp men ở ngoài bảo vệ như vậy mà trên lâm sàng có bẻ ra thì bạn có thể nói mình để cho mình biết thêm. Mình cảm ơn. Mình
góp ý thêm cái vấn đề là cái viên thuốc á mà nhà sản xuất người ta làm có cái rãnh á, cái rãnh ở giữa để bẻ hai hoặc bẻ bốn á, là những cái viên đó là có thể bẻ được, còn nếu mà người ta không làm cái rãnh thì những cái viên đó mình không nên bẻ, nên mình biết là vậy. Alo, thì mình hiểu ý của bạn Anh Tuấn Anh với bạn Nhật Lam, thì lúc trước mình học dược lý thì thầy cũng dạy mình là cái lớp bao bọc bên ngoài á, là cái lớp mà để cho cái viên thuốc khi mà đi qua dạ dày hoặc là nó đi tới cái vùng mà nào mà nó được hấp thu á, thì cái nó sẽ bảo vệ viên thuốc qua khỏi cái vùng dạ dày đi, thì sẽ tới ruột nó hấp thu chẳng hạn đi. Có nghĩa là như bạn Lam nói cũng đúng, tại vì mình nhớ thì dạy á, là có những cái viên thuốc lớn á, mà nếu có rãnh á, thì những viên đó viên thuốc đó chia được, nhưng mà mình nghĩ á, cái việc mà dùng thuốc ở trẻ em á, mà chia nhỏ hay nghiền nát á, đó là một cái biện pháp gọi là cứu cánh thôi, tại vì thật sự là không có cái đó là rõ ràng nó là không có đúng cái quy định, cũng như không có phù hợp với việc dùng thuốc, nhưng mà cái đó là một cái cứu cánh thôi, mình không có cái liều nhỏ hơn thì mình buộc phải dùng như vậy, nên là mình nghĩ vậy thôi. Nếu mà được thì trong tương lai mình nghĩ chắc người ta sẽ chế ra những cái viên thuốc mà phù hợp với cái liều dùng ở trẻ em á, thì mình sẽ không cần phải bẻ thuốc. Còn nếu bẻ thuốc hoặc nghiền thuốc thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc hấp thu của thuốc rồi. À, về những cái về cái thuốc mà mình biết là nó có cái lớp màng bao bọc ở ngoài để nó vượt qua cái dịch vị dạ dày á, là cái BBI nha ý, đó là cái thuốc mình biết thôi. Là thuốc đó là loại mà có lớp mang ở ngoài nhưng mà vẫn bị ra ở trẻ em cho uống hả? À thì có nghĩa là khi mình thấy mấy cô ở nhà mẫu giáo mà cho uống thuốc á, thì có nghĩa là cái đó không phải là một lớp mang, mà là nó có một cái bọc hai đầu á, mình có thể cầm rút ra được. À rồi, mình cảm ơn bạn. Trời ơi, bạn nào là học tới năm thứ 6 rồi mà còn nói cái viên mà nó có cái bọc hai cái đầu vậy hả mình em, phải không? Phải không? Hồi năm thứ 2 nếu mà mấy em làm điều dưỡng tốt ha, mấy em đi là mấy em biết hết tất cả các cái dạng viên thuốc đó gọi là viên gì chứ. Trời ơi, nói chuyện cái viên nó có cái bọc, em nói vậy làm sao mà mấy em kia hiểu được. Bây giờ bạn nào hiểu là cái viên có cái bọc đó gọi là viên gì chưa? Cái bạn trả lời nè. Đó là viên dạng gì? Viên nhộng. Ừ, mấy em mình là bác sĩ rồi, nói chuyện cho nó rõ chứ, cái viên có cái bọc mà. Rồi hỏi tiếp đi. Alo ạ. Em chào cô và nhóm, em là Cao Anh Duy số tự 18 ạ. Thì em có một cái thắc mắc về cái đường dùng, về phần trình bày của bạn trước đó, thì tại sao là dùng đường tiêm bắp lại tránh dùng các thuốc là dạng dầu, thì mong nhóm giải đáp cho mình. Cảm ơn câu hỏi của bạn Duy. Alo Trang ơi, cho anh hỏi chung câu hỏi của bạn Thầm của Chiếc luôn nhé, để cho Chiếc trả lời luôn. Dạ anh hỏi luôn đi anh. À thì chỗ phần của Chiếc á, Chiếc có nói là cái chào cô ạ, thì em là Ngọc Sơn ạ, số thứ tự 73. Thì phần của Chiếc thì Chiếc có nói là về cái ngộ độc ở phần mà mình bôi thuốc da, thì nếu mà bôi diện rộng á, thì nó sẽ gây ra độc cho trẻ em. Thì cho anh hỏi là cái diện tích mà bôi nó cụ thể, mà cái diện tích mà nó gây độc là bao nhiêu. Nhưng mà trường hợp nếu mà mình sử dụng thuốc á, mà mình sử dụng không có quá liều á, mình sử dụng đúng theo chỉ định của bác sĩ á, thì mình thay vì mình việc mình bôi cái diện tích nó nhỏ, thì bây giờ mình bôi rộng ra để cho nó tác dụng tốt hơn và tác dụng nhanh hơn á, thì có được không? Câu thứ hai anh hỏi là cái phản ứng. Câu thứ hai là anh hỏi phần của chân, thì cái phản ứng có hại của aspirin á, thì ở đây mình có thể dùng thêm cái thuốc là omeprazole hay là tên biệt dược trên lâm sàng là cagatin á, thì cái đó anh thấy trong phác đồ cũng không có chỉ định nhiều, với thêm trên lâm sàng thì có nhiều bác sĩ cũng không có ghi lệnh kèm theo á, thì cho anh hỏi thì cái đó có cần thiết không? Xin hết.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh Sơn. Thì em xin trả lời câu hỏi về aspirin. Cái sử dụng aspirin thì theo em thấy như là em không thấy dùng ở trẻ em, nhưng mà ở người lớn thì em thấy khi mà dùng thì bác sĩ sẽ hỏi thêm là bệnh nhân có tiền can lét dạ dày hay không. Thì nếu mà có tiền can lét dạ dày hoặc là có những cái triệu chứng như là khó tiêu, buồn nôn, mùi chua thì bác sĩ sẽ cho thêm những cái thuốc bảo vệ dạ dày. Thì em thấy như vậy, nhưng mà em không có thấy là, em không có biết là ở trẻ em thì như thế nào, tại em chưa thấy sử dụng ở trẻ em. Còn đặt trường hợp nếu mà bệnh nhân mà không có những triệu chứng đó thì mình dùng aspirin là mình không có dùng kèm theo thuốc điều trị hỗ trợ dạ dày đúng không Trâm? Dạ em nghĩ vậy, nhưng mà em cũng không biết. Tại rồi cảm ơn Trâm. Dạ. Alo. Em Minh Triết, em nhóm trình số 108 đó cô. Mình trả lời câu hỏi của cái bạn Duy lúc nãy á. Là tại sao mà tiêm bắp á, là mình hạn chế dùng các thuốc mà dạng dầu á. Tại vì ở trẻ em thì nó nhỏ, nhưng mà khi mà tiêm bắp dùng các thuốc dạng dầu là mình phải hướng dẫn điều dưỡng thật là kỹ. Tại vì nếu như mà cái thuốc dạng dầu này mình tiêm á, mà vô mạch máu nó sẽ gây ra tắc mạch. Còn trả lời cho cái phần câu hỏi của anh Sơn á, thì về cái phần diện tích da em có tìm hiểu nhưng mà em không có thấy. Nhưng mà cái mình cũng phải là cẩn trọng là khi bôi cái thuốc qua da là nên tránh là các loại tinh dầu như dạng cồn, mỡ, vì có thể làm bỏng da và kích thích mạnh lên các tận cùng thần kinh, là dẫn đến các rối loạn các trung tâm tim mạch hô hấp. Xin hết. Mình là trung số 89 thì mình bổ sung thêm cái câu đầu tiên bạn Duy mà hỏi á, thì cái thuốc dạng dầu đó là ngoại do nó làm tắc mạch nên là nguy cơ cái nguy cơ nó gây ra cái việc áp xe cái chỗ chích rất là cao, nên là thường người ta hạn chế cái việc hầu như là không chích cái dầu đấy trong tim bắp. Bạn nào mới trả lời vậy, số 89 tên gì em? Trung hả? Dạ Trung ạ. Rồi. Hạn chế tiêm dầu, hạn chế tiêm bắp là tại vì ở người lớn thì tiêm được nha, người lớn thì có rất là nhiều trường hợp tiêm bắp và bằng dạng dầu, nhưng mà ở trẻ em không có dùng là tại vì khi thuốc nó vào á, nó phải có một cái lượng cơ để mà nó hòa tan, thì ở trẻ em cái lượng mô cơ thấp quá, không có đủ để mà nó tan, thành ra nó rất là dễ tụ lại và nó gây áp xe như nãy bạn Trung nói ha. Thành ra ở trẻ em thì tiêm bắp là phải hạn chế tiêm những cái dạng dầu ha. À, không biết còn bạn nào có câu hỏi cho nhóm luôn mà. Alo. Alo, chào cô và các bạn. Thì em là Nguyễn Huỳnh Kim Ngân, số thứ tự 50. Thì em xin phép hỏi nhóm bạn về cái phần thuốc độc thận. Thì trong cái phần phân loại thuốc độc thận, mình thấy nhóm bạn có trình bày ba cái nhóm nguyên nhân của thuốc độc thận. Nhưng mà theo mình đọc thì cái phần nếu mà chia theo cái suy thận cấp thôi thì có hai cách để mà người ta chia cái thuốc độc thận. Một cách là người ta chia bốn loại giống như của bạn, nhưng mà thực ra là nó tới bốn loại. Và cái loại gây nhiều nhất, cái loại phổ biến nhất của nó là bệnh ống thận do nhiễm độc trực tiếp. Và cái nhóm đó là nó gây ra do cái thằng aminoleukocyte, nhưng mà mình không thấy nhóm bạn trình bày, mà chỉ trình bày ba cái nhóm sau thôi. Tại vì cái nhóm đầu tiên nó chiếm từ 10 đến 15% lận. Còn cái cách thứ hai thì người ta phân loại theo cái suy thận cấp trước thận, tại thận và sau thận, thì cũng có nhắc đến cái thành phần của cái chất mà gây phổ biến ở cái chất độc thận đó là cái nhóm amyloglycosid, nhưng mà mình không thấy nhóm bạn có trình bày. Mình trả lời câu hỏi của bạn là cái phần mà bệnh thận, bệnh ống thận do nhiễm độc trực tiếp, mình có trình bày ở cái slide 97 các bạn. Nhóm chiếu thì mình biết slide 97 đúng không ạ?
Bây giờ mình mới thấy, xin lỗi nhóm bạn, tại mình thấy cái phần phân loại của ba nhóm kia thôi. Rồi, nếu mà hết thì mình nghỉ 5 phút ha. Các bạn nghỉ 5 phút rồi mình sẽ, cô nhắc lại một số điểm thôi. Các bạn nói khá đầy đủ rồi. Cô sẽ nhắc lại một số điểm thôi và rồi mình sẽ làm hai bài tập. Một lát sẽ có bài tập mà các em ghi và các em trả lời ha. Nghỉ 5 phút nha.
Rồi các em vào đủ chưa? Tại mình không có nhiều giờ đâu, mình nghỉ ít thôi, cứ nghỉ thoải mái. Nếu mà chưa vào đủ thì mình, các em thấy màn hình chưa? Dạ, dạ tụi em thấy rồi cô. Dạ, thấy rồi. Vào chưa, chờ chút xíu nữa ha. Cô chỉ nhắc lại một số những cái điểm nào bổ sung thôi, chứ các em là nhóm này làm cũng tốt, có đọc tài liệu nhiều ha, có đọc trong Nelson nhiều. Có một cái dở thôi là mấy em không có phải lọc lựa lại, mình phải lọc lựa lại những cái thuốc mình thường gặp ha. Mình nên gom vô một chút cho nó dễ nhớ hơn thôi, chứ còn có đọc mà cũng khá đầy đủ, nhưng mà hình như nó sau nãy cô đếm đó, cô thấy nó thiếu một của em có tới số 6, số 7, đủ 7 mục hả? Rồi cô bắt đầu nha. Thì cái mục tiêu đó ha, hồi nãy là nêu được các quy định sử dụng thuốc của trẻ em. Ở trẻ em các bạn nêu được các quy định này không? Lớp ơi, lớp có nêu được không? Cái thứ hai là chọn thuốc điều trị cần thiết ha. Cái thứ ba là chỉ định dùng thuốc đúng và liều lượng thích hợp. Thì hồi nãy các bạn cũng có hướng dẫn rồi. Có cái ghi y lệnh đúng thì hồi nãy các bạn chưa có ý kiến thì lát nữa cô sẽ nói ha. Và liệt kê các cái phản ứng có hại cùng với biện pháp phòng ngừa và xử trí. Thì chủ yếu của mình là biện pháp phòng ngừa, còn xử trí thì chỉ cần nắm nguyên tắc là được rồi. Thành ra là bài trình bày của các em cũng có đạt được các cái chỉ tiêu này hết ha. Thì bài của cô cũng theo một số trình tự như vậy, nhưng mà cô tập trung vào các cái thuốc thường dùng ở trẻ em đó thôi, cô không nói nhiều những cái thuốc khác. Ví dụ như các cái thuốc ung thư hay là những cái dạng ít xài thì cô sẽ không đề cập ở đây. Thì hồi nãy các bạn có nói về sử dụng thuốc, nhớ ha, sử dụng thuốc ở trẻ em là để mình chữa bệnh. Nhưng mà mấy em thấy rằng người ta thấy là một cái thống kê ở Anh là trên 50% có thể gây mắc thêm bệnh. Vì vậy thành ra là mình phải cẩn thận. Hồi nãy có giải thích hết những cái này rồi. Hồi nãy các bạn cũng nói về các cái quy định sử dụng thuốc rồi ha. Các cái phản ứng thuốc các bạn cũng có nêu rõ rồi. Thì thuốc là mình sẽ dùng khi nào ha? Mình sẽ dùng trong những cái trường hợp điều trị đặc hiệu ha, điều trị theo kinh nghiệm hay là điều trị hỗ trợ. Có những trường hợp mình phải dùng điều trị placebo, đó là mấy em đi người lớn thì mấy em rất là hay gặp ha, cái đó là giả dược, tức là nhiều khi trong mấy em đi trực đêm, bởi vậy mấy em phải được đi lâm sàng để mấy em học những cái mánh khóe này ha. Có rất là nhiều trường hợp, ví dụ như đêm đứa nhỏ nó cứ bà mẹ cứ kêu hoài, nó khóc quá, nó quấy quá, mình đã giải thích cho anh rồi, cho dỗ ngủ rồi nó cũng không chịu ngủ. Mấy em thậm chí ở cái khoa cô, mấy em sẽ thấy là mấy cô điều dưỡng ẩm dỗ luôn nữa đó ha. Nếu những cái trường hợp mà người mẹ lo lắng quá thì mình có thể sử dụng một vài loại thuốc là dịu thôi. Nhiều khi trong đêm cái mấy cổ lấy một miếng siroho Aztec cái mấy cổ cho uống cái nó cũng ngủ nữa, mà nó đâu phải là tác dụng êm dịu đâu. Thì cái đó mình gọi là giả dược ha. Ngoài ra nó có những cái trường hợp mà điều trị tâm lý nữa. Ai mà có ông bà lớn tuổi thì sẽ biết ha, bà thì mẹ thì cứ hay than là có con là bác sĩ mà thành ra cứ than là trời ơi sao mẹ đau đầu quá, mẹ chóng mặt quá, mà khám hoài cho đi khám hết cũng không có cái
không có cái triệu chứng gì hết, thì nhiều khi á, là mình nhà mình cũng phải cho bà một viên thuốc bổ thôi, nhưng mà mình phải lựa cái dạng nào mà ở nhà bà chưa từng biết á, thì bà uống vô là tự nhiên bà cũng hết ha. Trong đêm trực cũng vậy, ví dụ như nó kêu đau đầu đau tùm lum mà mình khám mình biết là mình nghi là đau tâm lý đó, mình cũng cho một viên Polivit cái nó cũng hết, thì cái đó gọi là điều trị tâm lý ha. Thành ra là nhiều khi là không phải, cũng như giảm đau đó, hôm qua mấy em học đó là không bao giờ dùng ngay những cái loại mạnh hết, tại vì đó là những cái triệu chứng mà nó chưa có rõ ràng. Ví dụ như người ta bị phỏng đó, người ta bị chấn thương đó thì mình thấy rõ ha, hoặc là chọc dò tủy sống xong mình thấy nó đau, cái đó là rõ thì mình cho thuốc giảm đau. Còn những cái trường hợp mà mình nghi ngờ thì mình đôi khi mình phải test trước. Thì cái điều quan trọng ở đây là chọn thuốc ha, thì không phải là thuốc nào mình cũng chọn đâu. Nếu mà nhiều loại thuốc mà nó cùng một hiệu quả thì mình nên chọn cái loại nào mà nó ít độc tính nhất ha. Ví dụ như là giữa paracetamol và ibu thì cái ít độc tính hơn nó sẽ là paga ha. Tuy nhiên các em sẽ thấy rằng là paga thì người ta mua rất là nhiều, thường thường vô mà mình mới cho y lệnh cho vinacemo là họ nói liền không, ở nhà uống rồi. Thì những cái trường hợp như vậy nhiều khi mình phải chọn loại khác ha, hoặc là trong tùy tình huống thì mình có thể chọn thích hợp, chọn lựa. Nhưng mà nếu có cùng nhiều thuốc như nhau thì mình sẽ chọn loại nào ít độc tính nhất. Cái thứ hai là nếu mà nó có nhiều loại mà nó cùng hiệu quả mà nó cùng độc tính á, thì mình phải chọn cái loại thuốc nó rẻ tiền hơn ha. Các cái đường dùng thì hồi nãy các em cũng đã nói đầy đủ hết rồi ha. Thì cái đường mà mình lưu tâm nhiều nhất á, là cái đường uống ha. Đường uống thì nó có nhiều cái thuận lợi ha. Em thấy nó có an toàn nè, rồi không đau nè, rồi kinh tế nè, rồi không cần vô trùng ha. Nhưng mà cái bất lợi của nó đó là nó hấp thu chậm, và ở trẻ em nó có thể bị nôn ói ha, nó buồn nôn thì nó khó. Và nhớ là phải cho cái tương tác ở đây là thức ăn với thuốc và thuốc và thuốc. Khi sử dụng thì em phải nhớ là có những cái thuốc phải sử dụng lúc no, có những cái thuốc phải sử dụng lúc đói ha. Như hôm rồi là cô có cho mấy em trong cái trường hợp thiếu sắt thì cô biểu là cái viên sắt đó là phải uống sau khi ăn 1-2 giờ đó, là phải cho uống thì phải lưu ý mấy cái đó. Thì thuốc nó có rất là nhiều dạng, dạng A là dạng dung dịch nè, B là dạng huyền phù nè ha, C là dạng viên con nhộng nè, B là dạng viên chứ C là con nhộng, và D là dạng huyền phù. Như vậy thì bạn nào cho cô biết là cái tốc độ hấp thu của thuốc á, nó giảm dần theo cái thứ tự nào? Bạn nào có thể trả lời được không? Bạn nào mà nãy giờ chưa phát biểu nè. Thùy Trang đi em, bạn nữ Thùy Trang. Thùy Trang có phát biểu lần nào chưa? Dạ, Thùy Trang em. Em trả lời được câu này không? Không trả lời được là bạn trai hồi nãy nhào vô rồi đó. Dạ em chưa nghĩ ra cô. Rồi vậy bạn trai hồi nãy nói là bạn nào á hả? Em tên là Huy Anh, số thứ tự số 5 á cô. Rồi Huy Anh ơi em trả lời đi. Dạ cái tốc độ hấp thu của cô là cái dạng dung dịch sẽ lớn hơn dạng huyền phù, và huyền phù lớn hơn dạng viên nén, và cuối cùng là viên nhộng. Cụ thể là gì? Em cho chữ ABCD. Chữ nào là hấp thu mạnh nhất? Dạ mạnh nhất là chữ A cô. A rồi tới chữ D. A rồi D rồi gì nữa? B rồi C cô. A, D rồi B và C. Có ai đáp án khác không? A, D, B, C. Bạn Huy Anh được một điểm cộng ha. Mấy em phải biết cho thuốc uống có cái dạng. Hồi nãy mấy em có đặt câu hỏi rất nhiều là viên rồi bé rồi gì đó ha. Nếu mà các em nhìn thì các em sẽ thấy là cái dạng nước là nó hấp thu tốt nhất, và cái dạng mà nãy bạn hỏi cuối cùng là cái bao mà mở ra đó là nó hấp thu chậm nhất, và thường là người ta dùng cái viên mà nó cái dạng mà thải chậm ha. Thành ra là nếu mà mình dùng mà có điều kiện thì mình sẽ chọn những cái nào nó hấp thu tốt nhất. Nếu mà các em gặp các cái bé mà Việt Kiều nó đi về nước, nó không có đứa nào nó có một cái dạng viên nào hết. Thuốc mà nó đem về là chỉ có siro và gói mà thôi ha. Còn Việt Nam mình là tại vì chưa nghèo quá rồi chưa có đủ, với lại những cái dạng gói thì nó mắc tiền, mà cái
Một lát nữa em sẽ học ở phía sau là những cái thuốc mà trang bị tại bệnh viện là mình bị khống chế bởi cái bảo hiểm y tế ha. Nó chỉ cho mình một cái gói bao nhiêu đó thôi, thành ra mình phải chọn lựa những cái thuốc mà rẻ nhất, không ưu tiên cái dạng ha. Nếu mà vừa rẻ mà vừa được cái dạng siro đồ nữa đó thì mình mới được mua, còn nhiều khi mà nó mắc, dạng gói nó mắc quá là mình chỉ đành phải mua những cái dạng viên. Vì như vậy mà bác sĩ sẽ bị hạn chế trong cái chuyện kê toa cho uống thuốc này. Còn nếu mấy em có điều kiện thì mấy em nên chọn những cái dạng siro, dạng gói thì nó dễ, nó có hấp thu và đứa nhỏ dễ uống hơn. Còn cái dạng mà bẻ đó thì hồi nãy một bạn có nói đúng là những cái viên nào mà có cái gạch, thì ở người lớn cũng có uống 1/4, 1/3 viên nha mấy em. Thì những cái viên nào mà nó có cái gạch là những cái viên được bẻ. Còn mà đi lâm sàng mấy em sẽ thấy thì thường gặp nhất cái viên mà tán ra đó là cái viên nystatin để rơi miệng thì không có sao hết ha, không sao, nhưng mà dặn uống thì như vậy là chưa có đúng nha. Nhớ là cho trẻ uống thuốc á, thì mình phải lưu ý là cái thời điểm có những cái thuốc mà phải uống lúc đói, lúc no hay là sau bữa ăn ha. Những cái thuốc uống mà nó lúc đói á, thì thường thường người ta cho uống trước bữa ăn một tiếng ha. Còn những cái thuốc mà kích ứng dạ dày và nó ví dụ như là prednisone ha, hay như nãy mấy em nói prednisone hoặc là aspirin á, thì thường là uống no hoặc là sau ăn hoặc là giữa bữa ăn ha, phải lưu ý. Thì đường uống á, thì nó cái ưu điểm đó là nó có rất là nhiều loại thuốc rất là hồi nãy có một bạn nói cái nhóm mà cephalosporin thế hệ thứ hai á là nó không có dạng tiêm, nó chỉ có dạng uống thôi ha. Trong khi cephalosporin thế hệ thứ ba thì nó lại không có dạng uống mà nó chỉ có dạng tiêm nha. Thì hầu hết là đa số là nó được dạng uống rất là nhiều ha. Thành ra là mình nên ưu tiên mình chọn cái dạng uống, trừ cái trường hợp mà bệnh nhân không uống được, ói hoặc là hôn mê thôi ha. Trẻ nhỏ thì mình nên chọn dạng thuốc nước hoặc là thuốc bột ha. Còn cái dạng siro là mình nhớ là không có để được lâu nha ha. Mỗi một cái chai thuốc nó có một cái hạt, nếu mà mấy em pha vô là không có để quá một tuần đâu, thành ra là không phải là pha rồi để hoài như vậy. Nhưng còn những cái dạng mà người ta pha sẵn thì mình có thể để được một tháng ha. Và nhớ là không có ép, vì ép trẻ uống thì nó rất là dễ bị sặc. Rồi còn các cái này thì mấy em nói rồi, có cái đường hậu môn này nè thì mấy em nhớ cái hấp thu qua cái đường trực tràng là nó không có hằng định và nó không hoàn toàn nha. Nếu mà được chọn lựa mà uống được thì nên chọn uống, bất đắc dĩ lắm thì nên chọn đường trực tràng. Mà mình cho y lệnh mình bị chi phối người nhà rất là nhiều, người nhà thì lại thích cái đường nhét vậy nè để khỏi mất công kho cho nó uống, thì nhiều khi mình phải giải thích. Còn đường tiêm thì hồi nãy các bạn nói rồi ha. Thì ở trẻ em là nhớ là phải tiêm ở vị trí tiêm là tiêm đùi ha. Cái này thì cô có dạy ở năm thứ ba rồi. Trong khi người lớn thì mình tiêm ở mông ha, tại vì cơ đùi ở trẻ em nó phát triển trước. Dạng khí dung thì nãy các bạn cũng nói rồi. Và cái dạng qua da mà nãy giờ các em hỏi rất là nhiều đó, thì các cái dạng thuốc qua da nó là thuốc mỡ, thuốc kem, lotion hoặc là gel ha. Nó là các cái thuốc kháng sinh này, chấm nấm này, thuốc sát trùng này, thuốc giữ ẩm này, hoặc là thuốc trị rẻ. Thì mình biết rồi, cái tỷ lệ diện tích da mà trên cân nặng đó là ở trẻ em nó lớn hơn ở người lớn ha. Ở sơ sinh là nó tới gấp 3. Vì vậy mà cái tỷ lệ ngấm thuốc của nó cũng gấp 3 lần luôn ha. Thứ nhì nữa đó là nó mỏng, vì vậy nó hấp thu cũng nhiều hơn người lớn, thành ra nó rất là nó dễ bị quá liều hoặc là cái tác dụng không có mong muốn ha. Thành ra người ta cho một cái chuẩn, thì cái đơn vị mà cho thuốc qua da đó là người ta tính bằng một đầu ngón tay. Em cứ bôi cái túi tiếp pomade lên cái đầu ngón tay đó, một đốt đó nó là 0,5 gram ha. Thì thường thường cái đốt thì cũng tùy người, ngón tay bự, ngón tay nhỏ ha. Thì mình cho ướt thì người ta ướt, người ta cho cái liều đó là liều bằng một đốt ngón tay hay là một đơn vị một. Thì cái bảng tất cả các thuốc nó cũng cho theo cái hàm lượng gần như thế này ha.
Còn không có nên bôi những cái vùng rộng là ví dụ như bị phỏng rộng quá ha, bôi betadine là không nên ha. Cũng như hồi nãy các em nói là trong cái seven sun á thì thường là tỷ lệ nó không có nhiều, nó dưới 10% thôi thì cũng có thể bôi được, nhưng mà betadine nó phải pha loãng á, chứ betadine mà không có đặc, không có loãng là nó sẽ gây phỏng vì nó gây ngộ độc iốt. Qua thì cái bất lợi của cái đường tại chỗ á, cái lợi của nó là dễ sử dụng và nó chỉ có tác dụng tại chỗ thôi ha, nó ít hoặc là không có tác dụng toàn thân, nhớ cái ưu điểm của nó ha. Thì cái liều thì hồi nãy có nói rồi ha, thì mình chỉ cần nhớ hồi xưa đó là tụi cô phải học liều qua da luôn, và nếu các bạn có một cái handbook mở ở trang cuối cùng á thì nó có một cái cây thước ở bên này bao nhiêu ký, nó chỉ qua cái bên kia nó ra diện tích da luôn, mình không phải tính như hồi nãy bạn nói đâu ha. Thời của cô là có hai cái cách cho thuốc lận, bây giờ thì gần như là không có cái thuốc nào xài qua diện tích da, rất là hiếm, thành ra mình chỉ cần học cái cách liều lượng cho theo cân nặng thôi, và liều thường người ta cho liều là miligram trên kilogram ha. Tuy nhiên mình phải lưu ý ví dụ như trẻ béo phì ha, thì mình phải tính theo cái cân nặng lý tưởng nha, chứ không có tính theo cái cân nặng của nó. Ví dụ như mình đọc trên mạng mới thì có em một em bé nào mà nó mới được điều trị thành công tới 100 kg đó, là đâu có tính theo kilo của nó được, phải tính theo cái liều của lý tưởng thôi, thậm chí là liều tối đa của nó là bằng cái của một cái người lớn lý tưởng, chứ không có được xài cái liều kilo của nó. Và phải lưu ý tới cái chức năng gan thận của nó. Thì hồi nãy các bạn có nói rồi ha, ví dụ như amoxicillin thì liều thông thường là 40-45mg một ký một ngày. Còn trong những cái viêm phổi ha, thì mình có thể dùng liều cao 80-90mg một ký một ngày ha, và dùng 2 lần ha. Trước đây thì dùng 3 lần hết, còn cái xu hướng bây giờ thì dùng 2 lần hết. Còn nếu như mà cái amoxicillin với lại acid clavulinic á, tên biệt dược của nó là osmantin hoặc là Obamoc gì đó, thì mình dùng cái liều là liều theo amoxicillin ha, thì cái tác dụng phụ của cái này đó là tiêu chảy. Mấy em nhớ là mình hay gặp nhất là buồn nôn, nôn tiêu chảy, thì để mà phòng ngừa cái tác dụng tiêu chảy của cái này đó là mình nên uống với nhiều nước ha, thuốc là phải uống với nhiều nước thì nó sẽ làm loãng ra, nó sẽ không có kích thích cái đường ruột nó gây tiêu chảy nữa. Các cái thuốc này thì nãy các em có nói đầy đủ hết rồi ha, rất có cập nhật, các em có sử dụng ở trong Nelson và cũng có cập nhật nhiều, thành ra cô không nhắc lại. Cũng như kháng sinh ha, thì nó có cái chọn lựa rồi, có đủ hết thì mình sẽ học kỹ hơn trong cái bài kháng sinh. Còn trong cái corticoid đó thì mấy em nhớ là hồi nãy các bạn cũng có trình ra rồi là prednisone nào, rồi desa, thì mình sẽ xem cái cách chọn như thế nào. Thì để chọn lựa mà trong cái corticoid đó thì người ta lưu ý tới 4 cái đặc điểm của nó ha. Tác dụng của nó là nó có kháng viêm, thường thường chỉ định là nhằm kháng viêm phải không? Nhưng mà nó có những cái tác dụng phụ là giữ nước hoặc là ức chế sự phát triển của đứa nhỏ ha. Ngoài cái chuyện mà cái thời gian bán hủy của nó đó, để mình biết mình có thể mình sử dụng ngày mấy lần thôi. Thì nhìn ở đây á, thì bạn nào thấy cái thuốc nào mà nó có tác dụng mạnh nhất và nó ít có khả năng giữ nước, và cái thuốc nào mà nó ít có giữ nước mà nó ít ức chế cái trục hạ đồi tuyến yên thượng thận, bạn nào nè? Trà xà rạ em ơi, tưởng nói này cô không thấy em phát biểu lần nào, có đi học không xà rạ? Xà rạ bữa nay vắng hả? Vậy thì bạn Thạch Phước đi em. Dạ, thưa cô, thì cái thuốc có tác dụng giữ nước ít nhất là em thấy là có betamethasone và dexamethasone. Còn cái thuốc mà tác dụng mạnh em nghĩ là dexamethasone. Tác dụng mạnh mà ít có giữ nước thì là dexamethasone, đúng rồi, tác dụng nó mạnh nhất, kháng viêm tới cái mức là 30 lần mà giữ nước chỉ có 0,1 thôi ha. Tuy nhiên nó có cái tác dụng ức chế trục hạ đồi tuyến yên phải không?
trong khi cái thuốc mà nó ít giữ nước ha, ít giữ nước và ít cái ức chế trục hạ đồi tuyến yên á, thì nó là prednisone. Bởi vậy mấy em đi lâm sàng mấy em sẽ thấy thường dùng hai cái dạng là prednisone và dexamethasone ha. Còn methylprednisolone là nó có dạng tiêm nha. Vì vậy mình phải lưu ý là ví dụ như các cái bệnh cấp ha, bệnh cấp hoặc là nhiễm trùng rất nặng á, thì mình sẽ chọn có loại kháng viêm mạnh ha, và mình dùng một cái đợt dưới 10 ngày, thường thường trên lâm sàng là dưới 5 đến 7 ngày thôi, và mình không có cần giảm liều từ từ ha. Nhưng mà trong các cái bệnh mãn, bệnh tự miễn, ví dụ như em đi lâm sàng em sẽ hay gặp cái hội chứng thận hư đó, thì nên chọn cái loại ít giữ muối nước ha, ít ức chế trục hạ đồi tuyến yên thượng thận ha. Và mình dùng một thời gian thì mình cách ngày, rồi mình chỉ dùng buổi sáng thôi, và mình phải giảm dần dần để mình tránh cái phản ứng mà ngưng thuốc như hồi nãy các bạn có nói ở cuối cùng ha. Thì hồi nãy các bạn cũng có nhắc cái rồi, thứ nhất là mình phải lưu ý mùi vị, màu sắc và giá thành của thuốc ha, và nên sử dụng các thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu. Mỗi một cái bệnh viện nó có một cái danh mục thuốc thiết yếu mà hay dùng cho cái bệnh viện đó. Còn các em đi mỗi một khoa nó sẽ có danh mục thiết yếu của mỗi một cái khoa nữa. Ví dụ như bệnh hô hấp, khoa hô hấp nó sẽ là những cái thuốc của bệnh hô hấp nhiều. Còn cái khoa tiêu hóa nó sẽ là thuốc của bệnh tiêu hóa nhiều. Bởi vậy mình mà là bác sĩ, mình đi tới cái khoa nào thì cái chuyện đầu tiên là mình phải, ngoài cái chuyện xem cái sơ đồ tổ chức của nó như thế nào, thì mình phải biết được vũ khí của mình có những cái gì ha. Các em rất là hay quên cái chuyện này, đi trực ở cái khoa là đêm trực không cần biết là nó có thuốc gì cho mình phải coi chứ, thuốc gì, hàm lượng gì, có bao nhiêu thuốc thiết yếu, nó có một, tức là trong tủ trực nó có những cái loại nào có sẵn chứ không phải nó có đầy đủ hết tất cả đâu ha. Mình phải tới đó mình coi, mình biết vũ khí cho mình chứ, trong đêm mà mình cho cái thuốc không có ở trong cái tủ thuốc đó thì lấy đâu mà cho bệnh nhân xài ha. Nó là nên đi thực tế đi học là mấy em phải lưu ý mấy cái này. Còn mấy em ngồi ở nhà, mấy em học ngoài không có được đi lâm sàng, mấy em sẽ không biết cái chuyện này ha. Một cái lưu ý thứ nhì nữa là cho đúng cơ số thuốc thôi. Ví dụ như là bệnh viện mình giờ là quy định là cho toa thì chỉ cho có 3 ngày đối với bệnh cấp thôi ha. Bệnh mãn thì cho có 1 tháng, bây giờ dịch thì cho tới 2-3 tháng luôn ha. Nhưng mà mình không có nên cho dư, là tại vì người ta để dành ở nhà thì nó có cái nguy cơ ngộ độc ha, rồi cái nguy cơ tai biến do dùng quá liều nữa ha. Và khi dùng thuốc thì mình cho toa mình phải nhớ là hạn chế phối hợp nhiều quá ha. Nhất là ngay cả những cái vitamin cũng vậy, nhiều bác sĩ cứ cho, mấy em sẽ nhìn thấy những cái toa dinh dưỡng á, trời ơi không biết làm sao mà 3-4 loại chai vitamin tổng hợp ở trong đó ha. Thứ nhất là nó sẽ đắt tiền, mà thứ hai nữa coi chừng nó bị độc tính. Thì các bạn nào mà làm ở Nhi Đồng 1, cô không biết những nơi khác làm sao, nhưng mà ở Nhi Đồng 1 có cái chương trình là bạn nào mà kê cái toa thuốc mắc tiền quá đó thì sẽ được lên giao ban chiếu cái toa lên để cho mọi người nhận xét nha, và cuối tháng đó là sẽ biết tại sao mà lương giảm ha. Thứ nhất là mình vi phạm vào cái mình ảnh hưởng nguy hiểm cho bệnh nhân, mà cái thứ hai là mình vi phạm vào quy chế sử dụng thuốc nữa ha. Thành ra là phải lưu ý, không phải là muốn cho cái nào là cho nha. Những cái thuốc em thấy không kê toa đó là thuốc bổ rồi đó, là những thuốc cũng không có kê toa đó, nhưng mà vô tay mình mà mình kê toa mà mình cho tá lả lên là không được ha. Và nhớ là phải thường xuyên cập nhật kiến thức về dược, cảnh giác ha, để mình có những cái tai biến nào họ mới công bố ra là mình phải giảm. Cũng như ngày thời của trước đây đó là mình sẽ có thể dùng cái cefepime cho trẻ sơ sinh rồi luôn, nhưng mà sau này không dùng nữa là vì người ta thấy nó có cái tai biến ha. Ngoài ra có những cái thuốc mà người lớn dùng được mà trẻ em không có dùng được ha, ví dụ như tetracycline, nó sẽ làm vàng răng của đứa nhỏ ha. Thành ra là những cái không có dùng cho trẻ em dưới 8 tuổi ha, mà những bà mẹ có thai cũng vậy ha. Còn những cái thuốc mà morphine, những cái dẫn xuất morphine hoặc là cái diazepam đó, là nó dùng cho trẻ em á, coi chừng nó có phản ứng ngưng thở. Thành ra mình dùng cẩn thận ha, dùng cẩn thận, không chống chỉ định nhưng mà cần thiết lắm thì vẫn có phải dùng, nhưng mà phải chuẩn bị để xử trí cái ngưng thở của nó
ha, các cái vitamin tan trong dầu ha, nó dễ tích lũy lại trong cơ thể và nó dễ gây độc ha. Vì vậy thành ra dùng là chỉ dùng khi có chỉ định thôi và không dùng dài ngày ha. Và các cái vitamin khác cũng vậy, vitamin B, vitamin C, BB thì cũng không nên dùng liều cao. Và cái corticoid thì hồi nãy mình nói rồi, không có lạm dụng ha, lạm dụng nó sẽ gây loãng xương, suy tuyến thượng thận ha, rồi giữ nước, chưa kể là nó có kích thích đường tiêu hóa nữa. Thì các em mà đi làm thì các em sẽ bị kiểm tra, một năm có hai lần kiểm tra. Thì trong cái kiểm tra đó người ta sẽ hỏi mấy em về cái thông tư 23 sử dụng thuốc. Hoặc là trước khi mấy em, để mà mấy em có được cái chứng chỉ hành nghề, mấy em cũng sẽ phải học cái thông tư này. Và khi đi thi người ta cũng hỏi luôn, hỏi thông tư mấy luôn ha, chứ không có nói là theo quy định gì của Bộ Y tế gì đó, phải nói thuộc thẳng nó ra là thông tư 23 luôn ha. Thì cái này là cái này riêng là bác sĩ Việt Nam thì mấy em phải nắm cái này. Thì cô nhắc cho mấy em, cô phải hướng dẫn cho mấy em biết, tại vì hồi xưa cô ra trường cô không biết cái này, mãi cho đến lúc năm nào cô cũng đi kiểm, cô cũng bị kiểm tra hết trơn đó mà cô không có biết, cho đến lúc cô làm trưởng khoa rồi sau này cô mới phải thi chứng chỉ hành nghề, hồi xưa đâu có đâu, để học. Rồi mỗi lần kiểm tra thì mới mở cái quyển này ra thì mới biết rằng là những cái này đáng lẽ là phải dạy cho mấy em trước khi ra trường. Ở nước ngoài á, làm các trước khi làm bác sĩ là mấy em được học mấy cái này hết, quy định của nước người ta hết. Thành ra là cô cũng mạnh dạn đưa cái này vào trong mấy em năm thứ 6 rồi, để sau này ra trường mấy em còn biết rằng là không phải là muốn làm cái gì là làm ha, có quy định hết. Nhiều khi mình vướng phải những cái lỗi vì mình không biết thì thật là oan uổng, phải không? Là mấy em nhìn coi ai mới là người chỉ định và sử dụng thuốc, chỉ có bác sĩ mà thôi ha. Dược sĩ là chỉ được phép thông tin mà thôi, nhưng mà bác sĩ là phải chỉ định, nhưng mà không phải chỉ định không đâu, chỉ định dùng thuốc và hướng dẫn cho điều dưỡng và người nhà nữa ha. Cái nhiệm vụ của mình là phải dùng thuốc mà còn phải hướng dẫn cho điều dưỡng và cho người bệnh nữa. Thì chỉ định hồi nãy các bạn chia ra từng phần, nhưng mà trong cái thông tư này á, là muốn chỉ định dùng thuốc là mấy em phải đảm bảo 7 cái điều này ha. Thì hồi nãy là các em đã phân tích hết tất cả những cái này rồi và cũng rất là kỹ, thành ra cô cũng không có nói lại nhiều. Ví dụ như khai thác tiền sử thì qua cái tổng kết hồi nãy cuối cùng là các em cũng có nêu lên rồi ha. Rồi về yêu cầu chỉ định các bạn cũng nói rồi. Ở đây nó có cái phù hợp với hướng dẫn điều trị. Hướng dẫn điều trị ở đây là cái phác đồ điều trị đó mấy em ha. Phác đồ điều trị, mấy em làm ở bệnh viện nào nó sẽ có phác đồ điều trị đó ha. Cô mạnh dạng ở bài giảng của ở các cán bộ giảng ở đây mạnh dạng sử dụng trong cái phác đồ nhi đồng 1, vì phác đồ nhi đồng 1 là gần như làm chuẩn cho tất cả các cái bệnh viện nhi ha, ở các cái khoa nhi của miền Nam này ha. Thành ra là các em có thể là yên tâm ha. Hoặc là ở bộ thì nó cũng có thay đổi một chút xíu, nhưng mà mấy em sử dụng cho bắt đầu phát đầu nhiều một là rất là yên tâm. Mỗi lần có cái việc gì, ví dụ như mấy em sử dụng thuốc đâu phải mấy em muốn xài là xài đâu ha. Thường thường là trưởng khoa mỗi một tuần họ sẽ bình bệnh án, tức là họ lựa ra một cái bệnh án nào đó có vấn đề, rồi lúc đó các bác sĩ ngồi lại với nhau phân tích, phải không? Thì bác sĩ sẽ hỏi em tại sao em dùng cái thuốc này, thì lúc đó mấy em phải nói rằng cái này em đọc ở trong thời của cô ha, là cứ trong Neo Xanh là nó điều trị cái này nè, ở trong Bạc Nét là nó dùng vậy nè, liệu vậy nè, Kieran nó lại như vậy nè, thì là được chấp nhận hết. Nhưng mà còn bây giờ mấy em có thể nói là ở trong nhi đồng 1 hoặc là trong Bộ Y tế người ta dùng như thế này ha, chứ còn mà ngồi ra mà không có lý do là cuối tháng biết liền ha, ABC là biết liền, xuống hạng B là cuối năm là khỏi thi đua luôn ha. Cái cách ghi chỉ định thì hồi nãy các bạn nói đúng rồi ha, đầy đủ rõ ràng, không viết tắt và không dùng ký hiệu, nhưng mà thực tế là chỉ dùng cho tên thuốc mà thôi. Tại hồi xưa là rất là hay viết tắt, ví dụ như là amoxicillin thì chỉ ghi amox thôi, penicillin thì ghi PNC thôi ha. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó còn bảo hiểm y tế nó còn siết mình một cái chuyện nữa, là hồi xưa là quy định là mấy em ghi cái tên chế phẩm của nó, ví dụ như là amoxicillin thì ghi amox thôi, còn bây giờ đó là nó quy định là ví dụ như cái đợt thuốc này
Tại vì mình đấu thầu mỗi 3 tháng, 6 tháng mà nó tên thuốc đổi hoài. Ví dụ như bữa nay là Amoxicillin thì bữa sau nó lại là Clamoxin ha. Rồi bữa nay là Osmantin thì bữa sau nó là Obamox. Thì là mấy em lại phải ghi tên theo cái tên mới đó. Còn nếu không là bảo hiểm y tế nó vịt. Thành ra là cái này người ta không có cập nhật vào trong cái quy định của bộ. Ha, nhưng mà nó nhìn chung cái quy định chung ở trong bệnh viện là ghi cái tên đó, là mấy em phải ghi cho rõ ràng. Còn cái cách uống thì quy định chung hết, uống là chữ U mà đóng ngoặc mở ngoặc ha, các bạn hay chế ra lắm. Đi ra cái mấy em ghi chữ PO là không được. Hồi xưa tụi cô ghi PO đó, nhưng mà bây giờ là phải ghi chữ uống là U thôi, không cần ghi chữ uống hết. Tim bắp là TB, tim mạch là TM, tuyền tĩnh mạch là TTM ha. Khí dung thì viết tắt là KD ha. Thì nếu mà sửa chữa tên thuốc đó là phải ký xác nhận bên cạnh ha. Và tên thuốc thì nó phải đi cạnh cái hàm lượng. Hàm lượng là quy ra gam nha mấy em. Và hồi nãy các em có các bạn sau khi trình lên, các bạn có nói là không ghi số giờ tại vì các em không có làm điều dưỡng năm thứ hai, thành ra các em mới đưa ra cái câu hỏi là các bạn thấy ghi y lĩnh không có ghi giờ ha. Các em phải làm, đó là tại sao năm thứ hai người ta cho mấy em đi làm điều dưỡng. Mấy em có đi làm điều dưỡng, mấy em biết cái công việc điều dưỡng, thì đến lúc mấy em làm bác sĩ mấy em mới biết cái khi mình ghi cái y lĩnh ra người ta làm như thế nào chứ ha. Thì nó sẽ có thể thay đổi ở tùy khoa. Ví dụ như ở nhi đồng 1 ha, là người ở nhi đồng 1 mà em cho cấp cứu là họ sẽ tính theo cái giờ mấy em ghi. Nhưng mà ở trên trại thì họ có những cái quy định. Có những cái trại đông quá thì họ sẽ quy định cái giờ một số giờ nhất định thôi. Ví dụ như giờ vào là giờ đó thì em cho nhân 3 lần là cứ 8 tiếng sau họ cho tiếp, tự người điều dưỡng họ làm, họ ghi cái đó, em không phải ghi giờ. Tại nhiều khi em ghi giờ nó sẽ có sai trái trong lúc đó, là tại vì mấy cô chích rất là nhiều, nhiều khi nó trễ đi 10 phút nửa tiếng thì nó sẽ không được. Nhưng mà các cô có quy định của điều dưỡng hết, em ghi chia nhân 3 lần là người ta sẽ biết, người ta chia cách 8 tiếng nha. Không cần phải ghi ở trong đó, cái đó là người ta sẽ ghi ở trong bên cái cuốn thực hiện y lệnh của cái tờ mà thực hiện y lệnh đó. Và trình tự thì hồi nãy các bạn nói rồi ha, các cái thuốc phải đánh số thứ tự thì nãy các bạn cũng nói rồi, thường gặp nhất là mình gặp kháng sinh và corticoid ha. Hồi nãy các bạn nói cái chỉ định thời gian sử dụng này nè, không biết các bạn có hiểu không, bây giờ cô hỏi xem có bạn nào hiểu không nè. Bạn Phú Thị Phương, Phương có đi học không em? Dạ có cô. Rồi, Phương trả lời cho cô đi. Hôm nay là thứ năm thì em sẽ ghi y lệnh làm sao? Em ghi y lệnh kháng sinh. Ví dụ như kháng sinh là bữa nay dùng ngày thứ nhất, ngày thứ nhất nè, thì em sẽ ghi y lệnh sao? Dạ em sẽ ghi ngày giờ. Không, em đánh số như thế nào? Dạ. Bữa nay là ngày dùng thứ hai nè. Ngày dùng thứ hai em ghi là N2 cô. Em ghi số 2 rồi em ghi tên kháng sinh phải không? Dạ. Bữa nay là thứ 5 nè. Thứ 5. Ấy bữa nay là thứ 6 đi, cô cho này thứ 6 đi, thứ 6. Nếu là thứ 5 thì em chỉ ghi số 2 là đúng rồi. Dạ. Còn bữa nay là thứ 6 thì em ghi sao? Dạ em ghi số 3. Rồi, vậy là bạn chưa hiểu chỗ này rồi. Ca Hoàng Thiện Nhân đi em. Nãy em hiểu cái chỉ định thời gian này không? Bữa nay là thứ 6 ha, ngày bữa nay là ngày thứ 6 thì em sẽ ghi y lệnh kháng sinh như thế nào? Ví dụ như giờ là cô cho cho Ceftriaxone đi cho dễ nhớ đi, Ceftriaxone. Rồi bữa nay là ngày hôm qua dùng ngày đầu tiên, bữa nay ngày dùng ngày thứ nhì thì mấy em sẽ đánh số của cái Ceftriaxone này sao? Dạ em sẽ đánh số 2. À em đánh số 2 luôn. Vậy có bạn nào đánh số khác không? Bữa nay là ngày thứ 6 nè. Ngày mai là thứ 7, ngày mốt là chủ nhật nè. Dạ. Thưa cô, em là Oanh. Rồi bạn gái tên gì? Dạ thưa cô, em là Oanh, số là 59. Rồi Kiều Oanh. Dạ thưa cô, nếu như mà hôm nay là ngày thứ 2, ngày thứ 6 dùng thuốc, mà là ngày thứ 2 dùng thuốc thì em sẽ đánh là ngày 2, ngày 3 và ngày 4 cho thứ 7 và chủ nhật.
Tại sao vậy? Tại sao đánh ba số lận? Thưa cô, vì thứ bảy và chủ nhật thì chỉ có bác sĩ trực thôi chứ mình cũng không có thể nào mà theo dõi được, chỉ có để cho. Đúng rồi, nè các bạn ghi như vậy là tối đa 3 ngày cho ngày nghỉ, đó là mấy em phải ghi như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như bữa nay là 29 Tết, phải không? Là mình nghỉ tới 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3, năm nay cho chủ nhật đi, rồi tới mùng 5 mới đi làm đi. Rồi, thì là nghỉ mấy ngày, 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mình nghỉ 5 ngày. Thì mình ghi sao hả Huy Phát ơi? Thế Phát đi, Nguyễn Thế Phát. Có không? Nguyễn Thế Phát có học không? Có. Ừ, em ra chỉ ghi sao? Bữa nay là 29 Tết nè. Dạ, bây giờ mình sẽ nghỉ tới 5 ngày nè. Mình có ghi 5 số không? Dạ, dạ có. Ghi luôn 5 số phải không? Rồi. Dạ lô cô, em xả lạ cô không? Nãy em nói mà cô không nghe. Cô em xả lạ nè, cô nãy em nói mà cô không nghe, mới đổi thiết bị chứ cô. Dạ luôn cô. Sao em? À cái chỗ này nếu mà nghỉ tối trên 5 ngày thì tối thì mình sẽ không ghi cô. Tại vì ở đây người ta ghi nói là tối đa 3 ngày nghỉ thôi. Vậy thì em ghi sao? Bữa nay là ngày thứ 2. Ngày thứ 2 dùng thuốc nè. Thì em ghi số mấy? Thưa cô là mình chỉ ghi là mình chỉ ghi tới ngày thứ hai thôi, mình chỉ ghi là mình chỉ ghi tới ngày thứ ba, cái ngày nghỉ thôi, còn tức là em ghi số mấy mình, em ghi số mấy cô là mình ghi là 2, 2, 3, 4. Rồi vậy là tới ngày đó sẽ bác sĩ trưởng khoa sẽ phân người vào ha. Rồi dạ. Bây giờ là một bạn Diễm Vi đi em. Diễm Vi ơi, bữa nay mình là ngày mai là ngày lễ giỗ tổ đi. Ngày mai giỗ tổ Hùng Vương mình được nghỉ một ngày thì mình sẽ ghi y lệnh sao? Có đi học không em? Dạ thưa cô là ví dụ bữa nay là ngày dùng thuốc thứ nhất đi thì mình sẽ ghi một. Bữa nay ngày thứ hai, bữa nay là ngày dùng thuốc thứ hai. Ngày thứ hai thì mình sẽ ghi là 2, 3 không? Ừ, vậy là mấy em biết cái cách ghi ha. Tất cả các em đi qua lâm sàng không biết tại sao đều ghi sai cái này hết trơn à ha. Các bạn đều ghi sai, tụi cô bị la hoài. Đi qua khoa cô là cô cho ghi hết, tất cả bệnh nhân được ghi hết. Mà tới hồi mấy em biết không, mấy em ghi nhưng mà sai là bác sĩ bị dịnh, bảo hiểm y tế nó kêu mấy cô xuống, với là mấy em cứ ghi sai cái này hoài à. Thành ra là các cái khoa khác họ không có cho mấy em ghi nhiều, mấy em chỉ được ghi cái phòng của người bác sĩ điều trị thôi, còn người giảng viên thôi, còn đi qua khoa cô là được điều trị, là được ghi hết. Thành ra tụi cô bị dịnh hoài mà đâu biết đâu. Có một cái năm năm mấy năm trước các bạn góp ý cuối đợt, rồi các bạn góp ý là bác sĩ trưởng khoa rất là buồn. Các bạn góp ý là đi qua khoa nội tổng quát 1, các bác sĩ rất là lười để cho tụi em phải ghi thuốc hết. Cái bác sĩ trưởng khoa nói chứ trời ơi, mới thấy có một lần á, mấy em ghi là tụi cô bị chửi. Mỗi lần mấy em đi là mấy em đâu biết sáng nào giao ban cũng bị la, nhất là thứ năm thứ sáu xong rồi tới thứ hai là bị rầy. Mấy chiều là điều dưỡng họ ba tra lại là ghi sai, rồi liều sai, rồi hàm lượng sai, là tụi cô bị hết. Mà tới hồi nó nói vậy nghe buồn hết sức, cô phải đi theo cô năn nỉ không hết sức để cho mấy em được ghi á ha. Mấy em có ghi thì sau này mấy em mới không có bị sai, tại vì mấy em đi học không có sao nha, nhưng mà ở dưới sai một cái là bảo hiểm y tế nó kêu xuống liền. Mà em biết không, bảo hiểm mà nó kêu em xuống một cái là mất cả tỷ của bệnh viện á, sai một cái y lệnh là cả tỷ của bệnh viện á, là đương nhiên là mấy em sẽ bị cắt thi đua thôi ha. Thành ra phải cẩn thận trong cái chuyện ghi y lệnh nha. Rồi chọn đường dùng, hồi nãy các bạn cũng nói rồi. Và số 7 là mình phải thông báo các cái tác dụng không mong muốn cho điều dưỡng chăm sóc và người nhà bệnh nhân nữa ha. Rồi các cái này thì hồi nãy các bạn cũng có nói đầy đủ hết rồi ha. Hồi nãy các bạn các bạn nào mà nói cái phần ở trên đó, các bạn có nói tới cái ngộ độc là do an toàn thành ra là gì đó ha. Thực sự ngộ độc ở đây á, là do nhầm lẫn ha, do nhầm lẫn. Ví dụ như mấy em ghi không rõ, mấy em ghi một phần
tư mẹ ghi sao mà ta đọc ra là 4 viên chẳng hạn ha. Thành ra vì vậy mà trước khi sử dụng thuốc là phải có kiểm tra. Nếu các em có đi hồi điều dưỡng hồi năm thứ hai, mấy em đi kỹ cái này, mấy em sẽ nhìn cái người điều dưỡng đó, họ làm năm đúng là cái gì, ba tra là cái gì ha, là bác sĩ là phải biết cái chuyện này. Nếu mà các cô mà sơ sẩy mấy cái chuyện này là không có được ha. Mình mà trực là buổi chiều mình phải tham gia ba tra năm đối với người ta luôn ha. Cái thứ hai nữa là quá liều, rất là hay lầm liều, liều miligam với hay gam. Mấy em đi ghi lệnh, mấy em ghi trực lớp hết trơn rồi ha. Ceftriaxone của người ta 1 gam, cái ở dưới này là cho là 0,6 gam tim mạch chậm. Cái mấy em ghi vô 6 gam tim mạch chậm là thấy tiêu rồi ha. Mấy em sai cái này rất là nhiều, thì nó phải lưu ý ha. Rồi truyền quá nhanh nữa ha, ví dụ như diazepam mấy em cho bơm một cái ào một cái là bệnh nhân ngưng thở liền ha. Vancomycin mà tiêm nhanh quá nó đỏ như cái con tôm luộc vậy đó ha. Rồi những cái trường hợp suy thận mấy em không có điều chỉnh liều, hoặc là những cái tương tác thuốc mấy em không có lưu ý. Các cái dị ứng thì nãy giờ các bạn có nói hết rồi, rất là đầy đủ, thành ra là cô thấy cũng còn kỹ hơn bài của cô. Nhưng mà trong cái suy thận thì hồi nãy có một bạn cuối cùng góp ý là cô sẽ nhắc hoài. Mấy em đi mấy em sẽ thấy là rantamycin đó là aminoglycoside đó ha. Thì thường thường là chỉ dùng có 5 ngày thôi ha. Ai mà dùng cái này là phải lưu ý ha. Và trước khi dùng là phải có nhiều khi phải cẩn thận hỏi về cái tiền căn bệnh thận của nó ha. Và có thể theo dõi bằng tổng phân tích nước tiểu được. Các cái thuốc mà suy gan thì nãy các bạn lấy rồi, nhớ nè ha, acetaminophen liều cao ha. Thành ra mình đã học cái bài ngộ độc rồi, nên là mấy em làm rất là tốt cái phần này. Còn cái suy tệ tủy đó, thực tế đó là hay gặp cái chloramphenicol ha, nhưng mà bây giờ cái thuốc này nó không có phổ biến nữa ha. Còn cái sốt huyết tiêu hóa là rất là dễ gặp nếu mà mấy em không lưu ý ha. Ví dụ như prednisone hồi nãy cô nói rồi, trong một cái y lịch các bạn chép lại của một bác sĩ nào đó, nếu mà đúng mà các bạn chép nguyên như vậy đó là cái y lệnh đó là sẽ bị hạng B vào cuối tháng ha. Bạn nào biết cái lỗi mà dùng prednisone trong cái y lệnh đó không? Tại các bạn có nhìn cái y lệnh mà làm mẫu của cái bạn Trình đó có prednisone đó, mà cô nói là cái y lệnh đó gặp gặp ngay bác sĩ trưởng khoa kiểm hồ sơ là sẽ cuối tháng là sẽ hạng B đó, thay vì hạng A là hạng B đó, bạn nào biết không? Những bạn nào có đi qua bệnh viện Nhi Đồng 1 rồi? Không ai trả lời được hả? Cái nhóm nào mà đi rồi ta? Cái nhóm đi rồi là nhóm 1 phải không? Đoàn Thanh Quý ơi, em có nhận ra thấy là nãy cho cái ghi cái y lệnh của prednisone sai không? Không phải sai nhưng mà nó có vấn đề không? Quý có đi học không em? Dạ em có em. Sao có thấy không? Không. Dạ không. Nguyễn Thanh Minh đi em, Nguyễn Thanh Minh có đi học không? Dạ có cô, em chưa đi qua cái em sàng, em chưa đi em sàng. Ủa cái nhóm đi rồi là nhóm 1 hả? Rồi nhóm 1. Phú Thị Phương đi em. Dạ. Phú Thị Phương có đi rồi. Ghi cái y lệnh prednisone như vậy có gì? Dạ em chưa nhận ra cô. Chưa nhận ra dạ, luôn. Dạ thưa cô, có ý kiến. Rồi em tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Anh Thư, số 80 cô. Em rồi. Nghĩ là cái chỉ định đấy thiếu cái thuốc bảo vệ dạ dày ạ. Có, tại sao phải dùng thuốc bảo vệ dạ dày? Dạ tại vì cái prednisone nãy cô cũng nói là nó có hại cho dạ dày, thì mình dùng cái đó thì mình phải nên thêm cho thuốc dạ dày vô cô. Nãy cô có nói cho thêm thuốc dạ dày không? Có bạn nào nghe không? Nãy cô có nói dùng prednisone kèm thêm thuốc dạ dày không? Không có nha, không có. Nó mà đã có vấn đề dạ dày là không có xài. Tránh dùng nè, tránh dùng mà trên bệnh nhân mà có tiền sử viêm loét dạ dày nè.
ha, phòng ngừa nè, rồi ghi cái đó vô mà nó xuất huyết tiêu hóa là em cũng được lên trên chuyển qua ngồi quánh máy thôi, khỏi làm bác sĩ nữa đó. Có bạn nào có ý kiến? Trời ơi, các cái nhóm mà đi như vòng dạ. Một rồi. Dạ thưa cô, em là Khôi Sang số 70 đó cô. Rồi. Dạ, dạ. Theo em thì cái prednisone nên đi thêm là nhân 2 viên uống sau ăn. Đúng rồi, đi lên sàng rồi mà không biết gì hết trơn ha. Phải ghi là uống lúc no hoặc là uống sau ăn nghe không? Ha, dù là nó không có vấn đề gì hết nhưng mà mình phải ghi như vậy là để bảo vệ mình ha. Đi nhi đồng một mà ghi cái đó không có cái chữ đó là rồi đó nha. À, rồi các cái ngưng thuốc cũng có, nãy các bạn không nói tới một cái kỹ thuật. Không phải là mình cho thuốc là mình thôi đâu nha. Ha, mình ghi y lệnh, mình ghi tim hàng ngày, mình phải kiểm tra cái vết tim nữa. Chứ không phải là mình cứ ghi y lệnh rồi là thôi đâu ha. Thì cô xem tivi, ở một số nơi người ta vẫn còn tim tĩnh mạch ở da đầu ha. Thời của cô đi học cũng vậy. Hồi đó tụi cô đi học là phải tiêm hết, tiêm được hết. Mấy em nhớ nha, bác sĩ nước ngoài nếu mà mấy em đi ra khỏi Việt Nam thôi thì cái công việc chích bơm thuốc là của bác sĩ chứ không phải của điều dưỡng nha. Chứ mấy em là cứ quen là không có chịu ngồi đó ghi rồi không biết gì hết. Nếu mà em cho thuốc mà nó hoại tử cái da đầu đó là mấy em chịu trách nhiệm chứ không phải mấy cô đâu nha. Thì những cái thuốc mà nó có thể gây hoại tử, mấy em biết có hoại tử là nó không có lành, nó sẽ thành một cái sẹo luôn ha. Thì thường là dextro 30% hoặc là các cái thuốc vận mạch. Hồi đó cô làm cấp cứu không có bao giờ cô quên được ha, một cái đứa nhỏ nó bị tím đen cái da đầu luôn ha. Mặc dù là nó được cứu sống thì biết rồi, làm ở cấp cứu em biết là đâu có chích ven dễ đâu. Thành ra là hồi xưa là tại xài cái kim cánh bướm nữa chứ không phải cái dùng cái ven plong như bây giờ. Thành ra thời đó đó là phải chích bằng cái kim cánh bướm, và chích dễ nhất trong những cái đứa nó quá nặng là phải chích ở trên đầu. Bây giờ đôi khi mấy em thấy cũng vẫn còn phải dùng là trong những trường hợp bây giờ nó cấp cứu rồi em bắt buộc em phải xài ha. Nhưng mà dùng như em chỉ dùng tạm thôi, sau đó mà qua cơn cấp cứu rồi thì em phải đổi xuống cái ven ngoại biên ở dưới ha. Thì cái trường hợp đó nó cứu sống, nhưng mà khi nó trở lại tái khám sau đó là nó bị mất một cái vùng da đầu, tức là cái da nó vẫn lành lặn nhưng nó không có mọc tóc được. Thì em biết là một đứa con gái mà nó mất một cái vùng tóc mà rộng như vậy thì rồi cái cuộc đời nó sẽ như thế nào ha. Thẩm mỹ rất là nhiều vấn đề, cái gì chứ rụng tóc là không có làm được ha. Thành ra là phải lưu ý. Cô thấy trên TV vẫn còn một số nơi người ta chích bằng cái ven đầu thì hạn chế tối đa ha. Và cái thứ nhì nữa là hàng ngày khám mình phải nhìn cái vết chích đó coi nó có vấn đề gì không ha. Nếu mà nó ở một số nơi nó làm như ở Nhi Đồng 1 bây giờ cũng chưa có đầy đủ đâu, thì nhiều khi ví dụ như nó có cái ổ nhiễm trùng ngay dưới này, cái chích cái ở trên cánh tay, cái chích ở dưới này là sai rồi. Cái thứ nhì là em phải nhìn, em phải dùng cái tê ga đẹp, tức là cái miếng trong trong đó, nó mình có thể quan sát được coi nó có bị nhiễm trùng hay không. Hàng ngày em đi khám bệnh em phải quan sát cái này, nếu mà nó sưng lên hay cái gì là em phải ghi vô y lệnh trong nó là thay kim kim lùn là ven plong đó nha. Chứ những cái biến chứng này nhiều khi nó sốt hoài mở ra là tại cái chỗ này của nó đỏ ha. Và vì như vậy, bạn nào nhắc lại cho cô cái phòng ngừa nguy cơ ADL đi. Hồi nãy các bạn có nói hết rồi. Mai Sơn Vương có đi học không em? Vương dạ, có em đi học. Dạ, dạ em. Rồi em điền vào chỗ trống cho cô hết mấy chữ này đi. Thưa cô, là phòng ngừa thứ nhất là đúng bệnh nhân, đúng liều lượng, hỏi dạ phía sau phía dưới thì em không biết à. Rồi em có kêu bạn nào cứu em không? Võ Việt Vương nè, Vương ơi cứu bồ không em? Dạ cô, là cái dòng thứ hai em biết là đúng liều lượng, đúng đúng thuốc và đúng dạ em biết dòng đó rồi cô. Ôi nhóm của mình nói sao mà không ai nhớ hết vậy nè nhóm ơi. Dạ,
Dạ thưa cô. Hello. Dạ cô. Em xin trả lời đúng không ạ? Em nói được. Rồi bạn nào nói được? Dạ. Cô là có là đúng chỉ định, đúng liều lượng, đúng liều, đúng đường dùng bệnh nhân. À, hỏi tiền sử dùng thuốc, dị ứng, bệnh nền với bệnh mãn tính, tránh tương tác, theo dõi diễn tiến, với lại là dặn dò bà mẹ ngưng thuốc và báo ngay cho bác sĩ khi có triệu chứng bất thường, và cuối cùng là báo cáo ADR. Dặn dò bà mẹ không có ngưng thuốc nha, dặn dò bà mẹ báo mình thôi rồi mình mới ngưng thuốc nha, báo các triệu chứng mới thường ngưng thuốc nha. Theo dõi diễn biến nha, bạn trả lời cũng khá đầy đủ. Bạn tên là gì vậy? Cô là em Sa Lã, cô chào Sa Lã. À, sao hồi nãy cô kêu không có, nãy đi đâu vậy? Cô tại nãy máy tính em nói không nghe, cô em phải đổi sang điện thoại cô. Rồi. Dạ. À, các bạn phải nhớ cái này ha. Bởi vậy cái chuyện dùng thuốc là không phải là chuyện chơi ha, rất là nguy hiểm, phải nắm lấy cái này hết. Rồi giờ có ai có câu hỏi nào không? Rồi 11 giờ rồi, bữa nào mình cũng học trễ quá. Không có câu hỏi thì bây giờ cô cho một cái bài tập. Mấy em sẽ được làm trong 5 phút ha. Các em sẽ làm trong 5 phút. Đáng lẽ đó là mấy em phải lên ghi, mà bây giờ không có ghi được thì không biết cách nào nữa. Thì mấy em đọc nha, mà mấy em phải đọc ví dụ như cái nào xuống hàng thì mấy em nói cho xuống hàng nha. Để cho người ta tưởng tượng được, chứ giờ mình không có cái bảng để mình lên ha. Ví dụ như thuốc A vậy, ví dụ như thuốc A là 1 gram, rồi cái xuống hàng gì đó, rồi xuống hàng nha. Mấy em nói vậy để cho người ta tưởng tượng được nha. Rồi bây giờ cô cho cái đề này nha. Ý chưa tới cái đề đâu, chưa tới cái đề đâu. Cái này là cái cách truyền thuốc ha. Cũng không nhất. Rồi bạn nào trả lời cho cô nè. Sử dụng diazepam, chọn những một trong những cái chọn nhiều những cái câu đúng nha. Rồi bạn nào trả lời được nè. Đỗ Trung không được, bạn này có điểm cộng rồi. Dạ có mặt cùng. Thái Bình đi em, Nguyễn Dương Thái Bình đi em. Ý không phải, không phải, không phải, không có Thái Bình. Cô dùng cái danh sách này cô lộn rồi. Phạm Minh Huyền đi em. Chọn câu nào em? Không chọn được. Dạ. Minh. Dạ thưa cô. À, dạ alo. Rồi em chọn cái nào? ABCD. Dạ thưa cô là em chọn phía C cô. C, rồi. Có ai có đáp án khác không? Dạ thưa cô em xin trả lời. Em tên gì? Dạ thưa cô là tên là Huy, số thứ tự 26 ạ. 26 tên gì em? Huy An hả? Dạ Minh Huy ạ. Minh Huy 26 hình như Minh Huy. Rồi Lý Nguyễn Minh Huy phải không? Rồi trả lời dạ. Đi em. Dạ thưa cô là em chọn ý ABC ạ. ABC. Rồi các bạn khác, có ai có ý kiến khác nữa không? Không ha. Đáp án đúng là ABCD luôn nha. Làm ơn nhớ dùng, sợ nhất là ngưng thở, thành ra sử dụng diazepam. Khi mà em mở miệng ra em cho diazepam là em phải chuẩn bị bóng đút thở đồ luôn ha. Rồi em phải đứng kế bên nó kêu cho mấy cô tim thật là chậm nha. Mà ngưng thở một cái là mình phải hồi sức liền, rất là sợ nha. Cái này là dùng trong các cơn co giật đó. Rồi sử dụng metilprednisolone, bạn nào nói nè. Tường Vi đi em. Nguyễn Thị Tường Vi có không? Có đi học không? Tường Vi không có đi học. Bạn nào? Bạn Lan Vi có đi học không em? Lan Vi có đi học không? Dạ có. Lan Vi nào trả lời được không? Em chọn Rồi Lan Vi câu D ạ. Rồi em chọn câu D là đúng rồi đó nha. Dùng cái này nó có thể gây cao huyết áp nếu dùng vài ngày ha. Nó có thể tăng nguy cơ nhiễm khuẩn do tác dụng ức chế miễn dịch ha. Và phải dùng đúng liều, hạn chế liều cao hoặc vài ngày là đúng rồi. Cô kêu hình ra em không được điểm cộng nha. Và cuối cùng
sử dụng các thuốc vận mạch thì phải chọn câu nào ở trong này? Trung Lê Thùy Vân đi em. Thùy Vân, Thùy Vân cô không hỏi. Ngụy Anh Tuấn đi em. Thùy Vân có điểm cộng rồi. Ngụy Anh Tuấn có không? Có đi học không? Vẫn rồi. Dạ thưa cô, cho em xin trả lời. Lê Ngọc Trung. Lê Ngọc Trung cô phải gọi coi lần nào nó trốn học. Dạ em cô. Rồi em trả lời mau lên. Dạ cô, cái của em đó hiện chưa nhảy qua slide mới, còn nằm ở chỗ methylrenny solo đó cô. Ủa, các em thấy chưa? Thấy slide mới chưa? Dạ thấy rồi. Của em nó bị chặn đó cô. Ủa sao máy của em nó lớn tuổi vậy? Rồi vậy thì bạn khác, bạn Diễm Vi đi em. Thanh Thị Diễm Vi. Rồi Diễm Vi vắng phải không? Em chọn cô đen cô. Em là Diễm Vi đó hả? Dạ. Rồi Diễm Vi chọn câu cô D. Rồi D là đúng nha. Nhớ các cái thuốc vận mạch đó là phải pha loãng và truyền ở các tĩnh mạch lớn ha. Nói vậy chứ nhiều khi mình theo quy định vậy chứ mình cũng đành, đâu phải lúc nào cũng chích được. Thành ra là mình cũng vẫn xài ở ngoại biên thôi, nhưng mà mình phải pha loãng ra và mình lưu ý biến chứng thoát mạch gây hoại tử ha. Giờ mình bắt đầu. Mấy em lấy giấy bút ra chưa? Em lấy giấy bút ra chưa thì mình sẽ bắt đầu tình huống nha. Rồi, đây là em bé này, nó có y lịnh 4 thứ thuốc này nè. Nó có 4 cái thứ thuốc này nè, thì mấy em chọn những cái thuốc nào cần cho nó ha. Nó bị viêm phổi nha, nó đang sốt 38 độ C nè. Mấy em chọn những cái thuốc nào mà sử dụng cho bé thì ghi y lịnh nha. Rồi, cô cho mấy em 5 phút nha. Em nào đói bụng quá thì mình xin phát biểu sớm cũng được.
Dạ alo cô, em là Nguyễn Anh Tuấn á. Hồi nãy cô có gọi em do bên phường đang test Covid nhanh cho bên nhà trọ em, cho nên là em không có nghe được cô gọi. Ôi, là em phải đi test hả? Dạ, bây giờ em phải test hả cô? Rồi, vậy rồi em có nghe bài không? Dạ, dạ, mới có 11 giờ chờ phường mới kêu đi test cho cô. Rồi, vậy thôi, giờ em có làm cái này không? Dạ, giờ em giờ phường chưa có test chính lúc em, cho nên em sẽ làm. Rồi, 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 vậy thôi. Rồi, các bạn nào mà xong rồi thì mình có thể trả lời. Dạ thưa cô, em là Tân, số thứ tự 75, em xin trả lời. 75, rồi Tân trả lời đi em. Dạ, em xin ghi lệnh điều trị cho bé này. Thì dạ, thì cái đầu tiên là số 1 là Ceftriaxone 1 gam. Em ơi, em là Phạm Minh Tân hả? Dạ, Phạm Minh. Rồi, rồi, số 1. Số 1 đầu tiên là cái đầu tiên là anh đánh số 1 cho kháng sinh là số 1 Ceftriaxone 1 gam. Cái liều là 0.7 gam. Hoặc là tim mạch chậm. Cái thứ hai là Ceftriaxone 1 gam rồi sao nữa? Xuống hàng phải không? Dạ, 0.7 gam. Rồi. Dạ, tim mạch chậm. Rồi, có gì nữa? Hết được không? Dạ. Nhân 3 là cái này. Ceftriaxone nhân 3 hả? Dạ, không, cái này cũng không rõ. Thì em nhớ là có chia 3 lần trong ngày. Dạ, cái thứ hai là em đánh số 1 là prednisone 0.005 gram, 1 viên nhân 2 uống no. Dạ. 0.005 gram. 0.005 gram cô. Rồi. Dạ, mấy một viên nhân 2 uống no. Rồi. Dạ. Cái thứ ba là về cái hạ sốt thì em không đánh số là bé nóng 0.1 gram nhân 4 uống khi sốt trên 38 độ C. Dạ. Cuối cùng là về là Ventolin 0.05 gram trên 0.005 gram trên 2.25 ml thì 2.5 gram pha với lại bởi vì là bé này là dưới 5 tuổi cho nên là dùng là 2.5 mg pha với lại NaCl 0.9% đủ 3 ml rồi khung khí dung mỗi 6 giờ. Và cuối cùng là về y lệnh chăm sóc là về là 2 BT cháo sữa mẹ. Còn về chăm sóc là chăm sóc cấp cấp 1 ạ. Dạ em xin hết. Rồi, có bạn nào có đáp án khác không? Dạ, cô ơi cho em xin trả lời ạ. Em tên gì? Dạ, em tên là Quang, số của em hình như là 67 á cô. Trời ơi, em không nhớ số làm sao cô tìm được. Dạ, 67. Rồi, tiếp em. Rồi. Em cho lệnh đầu tiên cũng là em đánh số 1, em cho kháng sinh Ceftriaxone 1 gam 0.7. Rồi em xuống hàng 0.7 gam 2 lần trên tim tĩnh mạch 2 lần trên ngày. Rồi tiếp theo là em nghĩ là bé này em không cho hạ sốt mà là hướng dẫn mẹ cho bé mặc đồ thoáng mát. Còn về phần dinh dưỡng là em là 2 BT sữa mẹ chăm sóc cấp 1. Chăm sóc cấp 1 luôn. Rồi, có ai khác nữa không? Alo. Cô, em là Huyền Trâm, số 84. Ở phần kháng sinh thì em xài khác hai bạn là em xài ốc măng tinh, sẽ ghi y lệnh là 1 ốc măng tinh ốc bidin 200 mg trên 31.25 mg 1 gói nhân 4 uống. Cái này em không xài hạ sốt, cũng không xài Ventolin, có xài prednisolone. Cách ghi là 1 prednisolone 0.05 gram 1 viên uống, 1 viên nhân 2 uống sau ăn. Phần chăm sóc thì cũng giống hai bạn, 2BT chăm sóc cấp 1. 2BT, rồi gì nữa? Chăm sóc cấp 1.
các bạn ghi khác nhau á, nãy giờ không có bạn nào ghi giống bác nào á, thì cái chế độ chăm dinh dưỡng của em là cái gì? Chăm sóc cấp 1 nhưng mà 2 BT rồi gì nữa? Nãy giờ hai bạn không có bạn nào ghi giống bạn nào hết. Sữa mẹ. Rồi, có ai có đáp án khác nữa không? Dạ thưa cô, tên Nguyễn Minh Sang, số 71 con tên là. Khoan khoan nói lại sang số mấy sang? Dạ số 71 cô. Rồi, sang 71. Dạ đầu tiên là số ngọt em cho kháng sinh xếp chi qua 1 gram, số hạn là 0,9 gram, tim tĩnh mạch chậm. Xếp chi qua, em có đánh số hả? Xếp chi qua. Dạ số 1 cô, xếp chi qua. Rồi. Dạ, rồi, một lần tim tĩnh mạch chậm, một lần tĩnh mạch. Rồi số hạn nữa là số 1 prednisolone 0.05 gram. À, số hạn là 1 viên nhân 2 của ngoại cú sau ăn. Dạ số hạn nữa là dùng bé nóng 0.1 gram hạ sốt khi nhiệt độ lớn hơn 38 độ C. Em không có dùng giãn phế quản. Số hàng nữa là 2 BT cháo sữa mẹ mở ngoặc tự túc. Số hàng là chăm sóc cấp 1. Rồi, có ai có ý kiến nữa không? Dạ, em là Thịnh, số 79. Em chỉ sử dụng là đánh số 1 xếp chi 1 1 gram một lọ, xuống hàng là 700mg hoặc là 0.7g tim tĩnh mạch chậm. Số 2 là bé nóng 0.1g viên. Bé nóng em đánh tốt. Bé nóng em đánh số 2 hả? Dạ không, không phải số 2. Rồi. Dạ. Uống lúc sốt 38/38.5 độ C. Mấy em cho mấy liệu nhiêu? Dạ 0.1g. Ghi xuống dưới là ghi 0.1 luôn á hả? Dạ tại vì là 9 nhân cho không phải cho 10mg. Là 10mg. Tức là giờ ghi lệnh là ghi sao? Bé nóng nè 0.1g rồi dưới này ghi nè, ghi cái lượng uống là nhiêu? 10 viên hả? Yeah. Rồi bạn khác đi. Dạ thưa cô, em tên là Trần Thị Bích Ngọc, số 55 ạ. Các bạn mà nãy trình cũng có thể làm được nha mấy em. Nãy giờ chưa có bạn nào đúng hoàn toàn hết á. Rồi Bích Ngọc. Dạ thưa cô, là em đánh số 1 Tafibiotic 1 gram, xuống hàng 0.45 gram nhân 3 mở ngoặc tĩnh mạch chậm. Dạ rồi, xuống hàng 2 BT CH là cháo ạ. Xong sữa mẹ mở ngoặc tự túc. Xuống hàng chăm sóc cấp 3. Rồi. Dạ. Nãy giờ mới có bạn này chăm sóc cấp 3 là đúng đó nha, chăm sóc cấp 1 tức là cấp cứu, nằm trong phòng cấp cứu, người nhà đi ra ngoài. Ha, nằm trong phòng cấp cứu, tất cả là do các cô làm hết. Thì đứa này nó đâu có cái gì đâu mà để mà chăm sóc cấp 1 nha. Cái này mà em làm chăm sóc cấp 1 tức là 7 mấy 5.000 7.000 gì FO đó là mỗi một người là có một điều dưỡng, lấy đâu mà chăm sóc nha mấy em. Rồi, còn ai có đáp án khác không? Vẫn chưa có hoàn toàn đúng. Dạ thưa cô ạ. Dạ. Em tên gì? Dạ, em là Nhân ạ, số 57 ạ. Rồi. Dạ, cô em để đánh số 1, đánh số 1 là xếp G1 1 gram 0.7 gram tim, xuống hàng 0.7 gram tim mạch chậm mà. Rồi xuống hàng là bé nóng 0.1 gram, xuống hàng 1 viên uống khi sốt lớn hơn 38 độ 38.5 độ C. Dạ rồi, xuống hàng là 2 BT CS1 là cháo sữa. À, xuống hàng nữa là chăm sóc cấp 3. Rồi,
Bây giờ cô đáp án nha, tại nãy giờ các bạn trả lời cũng nhiều lắm rồi ha. Đó, thường thường là các bạn đi lâm sàng là các bạn sẽ bị sai như vậy ha. À, viêm phổi học chưa? Học bài viêm phổi của chị Sương chưa? Của cô Sương chị chưa? Học chưa? Học năm ngoái rồi phải không? Học chưa? À, lớp trưởng ơi, viêm phổi học chưa lớp trưởng? Viêm phổi học rồi ạ. Ờ, học rồi. Thì viêm phổi là kháng sinh đầu tiên là kháng sinh gì? Osmantin hoặc là amoxicillin nha mấy em. À, nhưng mà mấy em đi bệnh viện mấy em toàn là thấy người ta chích không à, cái là nhào vô mấy em cho chích luôn à ha. Theo đúng ra là nếu nó chưa điều trị gì cả ha thì là mình sẽ cho osmantin ha, thậm chí là nếu nó có dùng thuốc mà mình không rõ mình cũng vẫn cho osmantin là kháng sinh đầu tay ha. Còn nếu như mà nó là nặng ha, mình coi cái mức độ của chị Sương học mấy bạn nào nhớ nè, nặng thì mình mới dùng tới cái kháng sinh tim lận. Thành ra đáp án đúng của cái này á là em đánh số 1 opidin 0,250 gram, nhớ hàm lượng phải là quy ra gram, rồi xuống hàng ghi một gói nhân 3 uống. Bé này nó 9 kg sẽ cho liều 80 mg, nó là khoảng 720 mg, thành ra cho một gói nhân 3 là đúng. Hồi nãy có một bạn ghi đó nhưng mà lại cho tới nhân 4 là sai ha. Osmantin em có thể cho 2 hoặc 3 là liều được ha. Tại vì đến là một gói thì nên mình cho như vậy cho nó tròn, thì nó là một gói nhân 3 ha. Ở ca này đặt 38 độ không có mắc gì mà mấy em ghi cái y lệnh hạ sốt vô đây hết ha. Cô nói rồi không có cho y lệnh trước ha, chỉ có đang sốt mới cho thôi. Sau này mấy em ra trường mấy em đi làm thì nhiều khi mấy cái khoa đông quá thì nó ghi gì đó không biết. Nhưng mà 38 độ ở đây không có y lệnh hạ sốt, cô còn cho luôn là tiền căn, không có tiền căn sốt qua giật nữa nha. Và không có cần xài giãn phế quản cũng như là corticoid ở đây ha. Và cái y lệnh ở dưới đó phải là 2BT cháo ha, rồi sữa mẹ hoặc là sữa số 2 tự túc ha, săn sóc 3 nha. Chưa có bạn nào có đầy đủ được điểm của câu này hết nha. Rồi giờ mình qua tình huống thứ nhì nè. Tình kể tình huống này ráng nha. Rồi, một em bé gái 11 tháng 10 kg mà chẩn đoán là xuyễn bội nhiễm cơn trung bình, đang sốt 38 độ rưỡi, không có tiền căn sốt co giật. Các em chọn các cái thuốc cần dùng và ghi y lệnh. Rồi cô cho 5 phút nha. Cái ca này nó mới vào ha, chưa cho gì hết á.
Cô ơi, em xin trả lời câu này được không cô? Rồi, em tên gì? Dạ, Huyền Trâm số 84. Rồi, Huyền Trâm. Rồi, đọc đi em. Dạ, 1 Obidin 0,25 gram xuống hàng, 1 gói nhân 3 uống. Đó, tiếp theo là bé nóng 0,1 gram xuống hàng, 1 viên uống. Đó, thứ ba là 1 Petnison 0,05 gram xuống hàng, 1 viên nhân 2 uống sau ăn. Cuối cùng là Ventolin 5mg trong 2,5ml xuống hàng, 2,5mg pha với Nomoxalin 0,9%, đủ 30ml phun khí dung mỗi 4 giờ. Chăm sóc của bé này là 2BT CS2 chăm sóc cấp 3. Em đọc lại cái chế độ ăn đi, 2BT gì nữa? CS2. À, rồi. Chăm sóc cấp 3. Rồi, các ai có đáp án khác không? Cô em xin trả lời. Rồi, em tên gì? Dạ, em tên là Đậu Thanh Tùng, số thứ tự số 90 ạ. Rồi. Dạ, ý lệnh đầu tiên của em là số 1, Albidin 0,25 mantogram, xoẹt 31,25 mantogram gói xuống hàng. Ba gói uống nhân ba uống mấy ba gói nhân ba hả? Dạ không ạ, một gói nhân ba uống. Rồi rồi đến em xài sasendol 0,15 gram trên gói uống khi sốt. Rồi em xài Ventolin 1/3 ống pha với lại nước muối sinh lý 9/1000 đủ 50ml nhân 3 phun khí dung nhân 3 trên ngày. Em nói lại Ventolin cho làm sao? Dạ, Ventolin 1/3 ống pha với lại là nước muối sinh lý 9/1000 đủ 5ml nhân 3 trên phun khí dung nhân 3 trên ngày. Và 2BT chăm sữa cháo chăm sóc ba. Rồi có ai có đáp án khác nữa không? Dạ cô, em xin phép được trả lời ạ. Em tên gì? Dạ em tên Quang, số 67 á cô. Quang phải không? Rồi. Dạ. Dạ đầu tiên là em đánh số 1 là em cho kháng sinh OPD 250mg xuống hàng, thì em sẽ cho một gói nhân 3 uống. Sau đó là em cho bé nóng 0,1g xuống hàng, một viên uống. Tiếp theo nữa là em cho Ventolin, thì của em là Ventolin 0,005g xuống hàng, 1/3 ống nhân 3 pha với Nomoxalin phun khí dung mỗi 4 giờ. Cuối cùng là em cho prednisolone 0,005 gram xuống hàng là một viên nhân 2 uống sau ăn. Còn dặn dò chăm sóc của em là 2BT gạch cái là CS2 chăm sóc cấp 2. Dạ, của em hết rồi cô. Rồi, có bạn nào có đáp án khác nữa không? Dạ, em là Nhật Minh đó cô. Nhật em Minh, có... số mấy em? Là số 47. Rồi. Dạ, đầu tiên là 1 OPD 250mg xuống dòng, 1 gói nhân 3 uống. Rồi bé nóng 0,1g xuống dòng, 1 viên uống. Rồi xuống dòng Ventolin 2,5mg trên cho 2,5mg xuống hàng, 1/2 ống pha với Nomoxalin 9/1000 đủ 30ml. Nói rõ lại đi, y lệnh Ventolin của em sao? Dạ, Ventolin 2,5mg xuống dòng 1/2 ống pha với Nomoxalin 9/1000 phun khí dung nhân 2 lần. Rồi xuống dòng 2BT cháo sữa tự túc và chăm sóc cấp 3 cô. Rồi có ai có một đáp án nào nữa không? Một người nữa thôi, một bạn nữa thôi. Dạ, em Nguyễn Minh Sơn. Bạn nãy bạn nam nào mới nói đó tên gì? Nguyễn Minh Sơn 71 ạ.
71 tên gì em? Minh Sang cô. Minh Sang rồi, Sang đọc đi em. Dạ, số 1 là albidin 0.25g, xuống hàng là một gói nhân 3 uống. Rồi xuống hàng nữa là Sagendon 0.15g, một gói uống khi sốt lớn hơn 38.5 độ C. Rồi xuống hàng là Ventolin 0.005g, 1/2 ống pha với ACL 0.9%, đủ 30 lít, phun khí dung 4 lần trên ngày. Xuống hàng là số 1 Rednisolon 0.005g, 1 viên nhân 3, uống sau ăn, no. Rồi xuống hàng nữa là 2BT cháo sữa mẹ tự túc, xuống hàng nữa là chăm sóc cấp 2. Dạ, xin hết ạ. Có ai có đáp án khác nữa không? Nãy giờ thấy các bạn làm cũng giống giống nhau mà không có khác nhiều ha. Chưa có bạn nào mà đúng hoàn toàn hết ha. Dạ luôn thưa cô ạ. Rồi, em nghĩ là giống bạn vừa rồi nhưng mà em sẽ bỏ đi cái cuối cùng là cái phần của prednisolone đó cô. À em bỏ prednisolone. Rồi. Thứ nhất là đây nó bội nhiễm, thành ra nó có chỉ định kháng sinh ha, và kháng sinh ở đây là osmantin là đúng rồi. Là tại đó là kháng sinh đầu tiên cho nha, được chọn đầu tiên nha. Là nếu nó đã dùng rồi hoặc là nó không hiệu quả mình mới đổi qua kháng sinh tiêm. Thì ở đây mình sẽ dùng liều 80 đến 90 mg một ký. Nếu mà 80 thì nó là 800 ha, mà nếu 90 nó là 900. Thành ra cái này mấy em xài một gói nhân 3 hoặc là hai gói nhân 2 đều được ha. Cái thứ hai, không có tiền cân sốt co giật, không có cái gì đặc biệt, không cần cho y lệnh hạ sốt ở đây. Mấy em nên nhớ hồi nãy cô cho mấy em đọc lại cái quy định rồi. Cái người quyết định sử dụng thuốc hay không là ở mấy em. Cô không có cái y lệnh mà mấy em ghi là cho uống khi sốt nhiêu đó, không có đúng. Cái người quyết định cho là mấy em, tại vì mấy em đi lâm sàng, mấy em sẽ thấy có những trại người ta làm như vậy. Nhưng mà khi đó, mà nếu nó dùng sớm hơn và nó có phản ứng là em chịu trách nhiệm. Thành ra không có sốt là không có cho. Bây giờ mà em thấy cần thì em cho, còn không có ghi là khi sốt. Bây giờ là nó không có y lệnh, không có chỉ định uống kháng sinh bây giờ ha. Nếu mà đã đang bị viêm phổi thì nó phải có suy hô hấp thì nó mới cần phải dùng cái kháng sinh sớm lận nha. Thành ra cái này nếu mà là cô cũng chưa cho uống ha. Ventolin thì các nãy giờ có một số em cho 1/3 ống, chắc mấy em sử dụng cái phát đồ liều miligram thì giờ không có xài nữa. Nãy có một bạn có nói được, tức là dưới 5 tuổi thì mấy em xài nửa ống và trên 5 tuổi thì xài một ống ha. Thành ra liều ở đây là 1/2 ống pha với normalsalin khí dung. Cô thì cô hay cho là pha 2.5ml, đủ hay mấy em cho đủ 3 cũng được, tại vì cái này là không có, cái liều này nó không có nguy hiểm. Và cái prednisone ở đây không có cho y lệnh. Prednisone chỉ cho khi nào mà khí dung không có đáp ứng với Ventolin thì mình mới cộng thêm thôi. Mấy em hay bị lạm dụng cái prednisone này, thực tế là lạm dụng rất là nhiều, mà nãy giờ các bạn lạm dụng cũng nhiều ha. Thành ra là không có cho prednisone ở đây. Và cái y lệnh ở dưới là hướng dẫn cho uống nhiều nước. Tại vì nó đang sốt thì mình phải có dặn dò ở đây là dặn dò cho uống nhiều nước ha. Và cái chế độ ăn thì là 2BT cháo, sữa 2 ha, hoặc là sữa mẹ tự túc, và chăm sóc cấp 3 chứ không có chăm sóc cấp 2 ha. Cái này cũng không có thở oxy, thành ra không có cần chăm sóc cấp 2 ha. Vậy là mình không có bạn nào mà được cái điểm này hết trơn. Trời ơi, vậy là đi thi coi chừng nha, Oski coi chừng trật lất á, mình dệt cho nhiều vô ha. Rồi thôi, có câu hỏi nào nữa không? Dạ. Dạ, 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 dạ thưa cô em, mình Huy nhóm 3A số thứ tự 26. Dạ thưa cô, là em có câu hỏi là đối với cái tim mạch chậm ở trẻ em á cô, thì em thấy cái ceftriaxone nếu mà tim ở người lớn á, em thấy vẫn có cái phản ứng phản vệ nó xảy ra á cô. Cho nên là đối với trẻ em á, nó ý là cái mạch nó nhỏ hơn người lớn nữa cô, thì mình có nên là mình pha truyền không cô? À, cái này thì trong cái bài kháng sinh cô sẽ cho cái hàm lượng pha hết ha, cái nào pha nhiều có quy định hết, mấy em không phải muốn pha nhiều pha đâu ha, nó có quy định hết, thì
thì cái này qua bài. Hồi nãy giờ có hai cái mà cô không nói tới, thứ nhất là cái phản vệ, với em cũng có một số vấn đề ở trong đó, nhưng mà mình có cái bài phản vệ ha, cũng như em xài chữ phản ứng, phản vệ là không có đúng, nó là phản vệ. Hồi xưa là cô dùng chữ sốc phản vệ, nhưng mà từ cái thông tư mới của Bộ Y tế thì người ta dùng phản vệ, nên mình xài phản vệ luôn. Thì cái đó là mình có một cái bài riêng, thành ra là mình sẽ được giải đáp đầy đủ ở trong đó. Trong cái bài này thì chỉ nói lướt qua thôi, còn về điều trị em về sử dụng trong bài phản vệ cũng như là cái kháng sinh thì sắp tới là em có học cái bài kháng sinh, thì cái cách dùng như thế nào, cụ thể như thế nào là có ở trong cái bài đó đầy đủ hết. Thế là em chờ tới bài đó. Rồi còn có câu hỏi nào nữa không? Rồi không có câu hỏi nào nữa thì chào mấy em ha. Hẹn mình sẽ gặp nhau bài tới nha. Rồi, ăn cơm đi, đói bụng chưa? Dạ cô ơi. Hả? Dạ cô ơi. À, hồi nãy cô có kêu Tường Vi á cô, nhưng mà lúc đó mạng em nó bị rớt nên em cũng không có trả lời cô kịp đó cô. Mà rớt gì mà lâu quá vậy, tới chừng này mới dạ. Mới lại. Ví dụ như nó hả? Cô gọi lâu lắm rồi. Dạ lúc đó. Là lúc đó rớt, nhưng mà lúc sau nhiều bạn trả lời quá em cũng không, em nãy giờ em cũng xúc không trả lời, nhưng mà không có trả lời kịp mấy bạn đó cô. Rồi thì giờ cô nói với em nha, các bạn nào dự học đầy đủ các bạn đó sẽ làm bài được, các bạn học bài không là không có làm đủ đâu ha. Thành ra là cố gắng dự, mình đã không đi lâm sàng rồi mà cô đã cố gắng sắp xếp các cái tình huống thật cụ thể cho mấy em học, thành ra cố gắng tham gia thôi ha. Rồi thôi nghỉ học, bữa nay mình có đủ mặt không các em? 5, 6, 7 thì cũng đủ ha. Rồi thôi nghỉ ha. Dạ bọn em cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô ạ.